lạc nhi cũng không thể vô duyên vô cớ làm gì bọn họ dưới tình huống bình thường hai người cũng không cần phải sợ hai nhà kia hoàng ban lạnh lùng nói người đốc cha các phái không có quyền can thiệp các thánh niệm việc này ta không đồng ý đương nhiên nếu ngươi muốn đi thì ngươi lấy thân phận đốc cha cha cũng không thể cản ngươi nhưng phi cầm của phiêu miếu các không được tự tiện xông vào các thánh niệm nếu ngươi muốn dựa vào hai chân để đi ta cũng hết cách rồi khóe miệng huyền diệu ẩn ẩn hiện ra ý vị cổ quái từ từ uống trà trong lòng cực kỳ sảng khoái, thích xem việc gây khó dễ này. Phải biết rằng băng tuyết thánh địa ở lưỡng cực là vùng đất nghèo nàn, đường xá xa xôi, dựa vào tu vi bay thì phải đi tới khi nào, đoán chừng bọn họ đi đến nơi, hôn lễ tuyết lạc nhi đã sớm kết thúc, còn muốn bấu víu quan hệ để uống rượu mừng thì uống gió Tây Bắc còn tạm được. Nhiều hiểu đạo quan sát phản ứng của hai người, vuốt cầm nói, nếu hoàng quản sự không làm chủ được, ta không thể làm gì khác hơn là tấu lại nguyên bản lời nói của Hoàng Quản sự cho Thánh Tôn, thử xem Thánh Tôn có thể đồng ý hay không. Dứt lời liền rời đi, Hoàng Ban sầm mặt lại, hai người uống trà đều chăm chú nhìn bóng lưng rời đi. như Hữu đạo không phải chỉ nói xuông, mà thật sự tấu lên, sau khi trở lại yêu hồ ti lập tức viết xuống ý của mình rồi gửi đi. Hết cách rồi, ngay từ đầu liên tiếp ba lần trình báo kết quả đều hơi chệch hướng hắn dự kiến tổng kế hoạch, bị vây khốn trong thánh cảnh, không có cách nào ra ngoài. Coi như kế hoạch sau của hắn thành công, cũng vẫn khó mà có thể ra ngoài, cho nên hắn nhất định phải âm thầm cùng người mình cấu kết bị bắt tới, trước mắt đây là hy vọng duy nhất của hắn sau khi rời khỏi thánh cảnh. Coi như thiên lam thánh địa hồi âm không cho phép hắn đến băng tuyết thánh địa chúc mừng, hắn vẫn phải đi, cùng lắm thì ở bên ngoài băng tuyết thánh địa để cho người ta dâng lễ vật lên, dù là ở bên ngoài cũng phải nghĩ ra được cách nắm được tình hình mới được. Hoàng ban không cho hắn tọa kỵ phi cầm cũng chẳng sao, không phải là còn bảy phái khác sao nói tốt thì có thể liên hợp chống lại, để người khác điều động một con, hắn mượn dùng một lúc là được, tóm lại lần này nghĩ hết tất cả các cách cũng phải đi cho bằng được. Ngày kế tiếp, sau khi Thiên Lam Thánh Địa hồi âm, như Hiếu Đạo mở ra xem, thấy có bốn chữ Thánh Duyệt đã biết. Đây là có ý gì? Không chấp nhận cũng không từ chối, tất nhiên là muốn hắn tuân thủ quy củ. Quản hắn khỉ gió, dù sao không từ chối, như Hiếu Đạo nhanh chóng quyết định lấy cờ hiệu Lam Đạo Lâm tìm hoang ban đòi tòa kỵ phi cầm, chắc rằng hoàng ban không dám khước từ sau khi xác định xong như hữu đạo bảo tần quan đi tìm phiêu miếu các muốn trang giấy lớn và thêm các loại màu mực khi đồ vật đến nơi mấy cái bàn mang vào trong đình viện kê nối vào nhau trang giấy trắng trải rộng ra bàn tiếp theo múa bút vẽ tranh một bức tranh sơn thủy lớn dưới ngòi bút hắn dần dần hiện ra chuẩn bị làm quà mừng cho đại hôn của tuyết lạc nhi hết cách rồi trên tay không có vật gì cả chỉ có thể dùng kỹ nghệ của mình để chế tác nơi xa vân sơn thấp thoáng cảnh xuân tươi đẹp ở giữa nước chảy dưới chân cầu nhỏ bên trên có một đôi bích nhân ân ái đứng dựa vào nhau, hình ảnh rất có ý nghệ thuật, người vẽ tranh này cực kỳ tỉ mỉ. Nhóm người côn lâm thụ đứng ngoài quan sát, đều nhìn nhau, không nghĩ tới Nghiêu Hữu Đạo còn am hiểu việc này, sau đó lại thấy Nghiêu Hữu Đạo ở chỗ Lưu Bạch viết một hàng chữ, chỉ mong là uyên ương, không mong làm tiên nhân. Chương 1568, bị ngăn bên ngoài. Khi Nghiêu Hữu Đạo đặt bút xuống, sắc trời đã gần trạng vạng tối, một bức họa đã được vẽ xong. Người đứng bên cạnh quan sát cũng không tính là người trong nghề, chỉ biết là đẹp. Trưởng lão, tại sao ngài đột nhiên lại có nhã hứng như vậy? Tần quan không nhịn được hỏi một câu, như hữu đạo nhìn chằm chằm bức họa, không phải là có nhã hứng mà là quà cưới cho các chủ băng tuyết các. Quà cưới, côn lâm thụ hơi kinh ngạc, y hoàn toàn không biết việc này. Tần quan và Kha Định Kiệt bừng tỉnh, bọn họ không có tiền mua nổi thứ đắt tiền, mà tuyết lạc nhi cũng chẳng thiếu thứ gì, chỉ cần có tâm ý là được. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hai người phát hiện vị như trưởng lão này rất đa tài đa nghệ không nghĩ đến còn có tài năng này sau khi kiểm tra xong cảm thấy không có gì sai sót như hiếu đạo dặn dò mang xuống gói lại cẩn thận một chút vâng hai người tần kha lên tiếng một trái một phải đến thu lại bức tranh vài ngày sau trước ngày đại hôn một ngày như hiếu đạo đến tìm hoàng ban báo cáo kế hoạch xuất hành sau khi xem xét báo cáo xong hoàng ban ngay cả đầu cũng không ngẩng v hai chữ không được nghiêu hữu đạo móc ra một tờ giấy cố ý lộ ra chữ viết bên trên cho y nhìn thấy ta đã báo cáo với thánh tôn đây là câu trả lời của thánh địa hoàng ban nghe xong liền ngẩng đầu phát hiện trên tờ giấy chỉ có bốn chữ thánh duyệt đã biết y chuyển ánh mắt từ tờ giấy lên mặt nghiêu hữu đạo ẩn chứa sự lo lắng cũng không nói thêm gì nữa y biết nghiêu hữu đạo không có khả năng giả mạo chữ của thánh địa sau khi có được phi cầm trở lại trạch viện ở yêu hồ ti trên người tần quan mang theo nhiều ống trúc Ba người tử kim động bay lên không, côn lâm thụ đưa mắt nhìn theo. Đợi bóng người bay đi mất, y quay lại nhìn xung quanh, trong đình viện vắng vẻ chỉ còn lại một mình y. Sau khi theo nghiêu hữu đạo đến thành vấn thiên, bản thân an toàn và rảnh rỗi hơn, rảnh đến mức trong lòng mờ mịt. Trời cao mây xanh, khi tạm nghỉ trên đường, tần quan và kha định kiệt bị nghiêu hữu đạo bỏ qua một bên. Hai người đã quen, chỉ là không biết nghiêu hữu đạo lại muốn làm gì. Đợi đến khi nghiêu hữu đạo trở về, trên tay có thêm một cái lồng chim, bên trong có hai con kim xí đưa tin giao lồng chim cho hai người nghiêu hữu đạo dặn dò một câu chăm sóc cho tốt đấy vâng hai người lĩnh mệnh nhịn không được mà nhìn nhau bên trong thánh cảnh kim xí phải chịu sự quản lý theo hiểu biết của hai người về địa hình thánh cảnh vùng này của phiêu miếu các giường như không có chú điểm không biết trưởng lão lấy kim xí từ đâu chỉ một điểm này hai người càng lúc càng ý thức được mỗi lần như hữu đạo rời đi đều không đơn giản đằng sau nhất định đang che giấu điều gì có người trong bóng tối đang liên lạc với trưởng lão. Băng tuyết trắng ngần, mênh mông vô bờ. Khi những ngọn núi tuyết cao mất xuất hiện trong tầm mắt, hai con phi cầm tỏa kỵ nhanh chóng bay đến, bên trên chở mấy người mặc áo trắng, chính là trang phục của thánh địa băng tuyết. Đám người nghiêu hữu đạo bị buộc dừng lại, chỉ biết quanh quẩn trên không chung. Người đến vây chung quanh, hỏi là ai? Nghiêu hữu đạo lớn tiếng đáp lại, trưởng lão nghiêu hữu đạo của từ Kim Độc, đến đây chúc mừng đại hỷ tân hôn của các chủ băng tuyết các. Nghiêu hữu đạo, Người chặn đường hơi ngoài ý muốn, không khỏi xì sầm với nhau. Tần Quan và Kha Định Kiệt xem như đã nhìn ra, thanh danh của Ngưu trưởng lão lớn thật. Mặc kệ đi đến đâu ở thánh cảnh, chỉ cần báo ra tên của Ngưu trưởng lão, quả thật mọi người đều biết. Sau khi hai bên chào hỏi một phen, người dẫn đầu lớn tiếng nói, "Chúng ta xin nhận tâm ý của ngài, chúng ta sẽ chuyển cáo lại. Nơi này không phải là nơi các người nên tới, mời trở về." Gã nói chuyện khá lịch sự, lại dùng kính ngữ, "Bất kể thế nào, đối phương cũng là khách đến chúc mừng như hữu đạo nói ta có quà muốn tặng cho các chủ băng tuyết khác người cầm đầu nói chúng ta sẽ nhận quà dùng rồi chuyển lại ngươi có thể yên tâm sẽ không có người lấy mất của ngươi đâu nhất định sẽ để cho các chủ biết tâm ý của ngươi như hữu đạo vẫn không chịu cực lực tranh thủ ta và các chủ băng tuyết khác là bạn của nhau đại hôn của các chủ ta lại vạn dặm chạy đến lẽ ra phải ở trước mặt chúc mừng các chủ bạn hai người tần kha cảm thấy bất ngờ như trưởng lão và các chủ băng tuyết các là bạn. Thật hay giả vậy, đừng nói bọn họ, ngay cả đám người chặn đường cũng bất ngờ, không khỏi nhìn nhau. Như hiểu đạo rèn sắt khi còn nóng, đại hôn của các chủ, ta phải ở trước mặt chúc mừng. Chư vị không cho ta chúc mừng trực tiếp, không biết đây có phải là ý của các chủ hay không. Nếu ý của chư vị là ý của các chủ, ta cũng không thể nói gì hơn, tất nhiên là rời đi rồi. Hắn không tin hắn nói mình là bạn của các chủ, những người này còn chưa xin chỉ thị đã tự tiện chụp khách. Nếu đúng như vậy, nhất định không phải là ý của Tuyết Lạc Nhi. Cô gái nào lấy chồng, khách đến không phải có ác ý, cho dù ngay cả tên ăn mày đi ngang qua cũng có thể hảo tâm bố thí một bát cơm. Nói một cách khác, Thánh Địa Băng Tuyết hoàn toàn không xem trọng hôn sự của Tuyết Lạc Nhi. Người chặn đường thảo luận với nhau, người cầm đầu lên tiếng, chờ một lát, để ta thông báo. Đồng thời phất tay ra hiệu Ngưu Hữu Đạo đáp xuống đất. Ngưu Hữu Đạo gật đầu hiểu ý, lập tức khống chế phi cầm rơi xuống đất người chặn đường cũng đáp xuống đất luôn chỉ có một người điều khiển phi cầm quay trở về thánh địa băng tuyết để thông báo như hữu đạo đứng trong gió tuyết đưa mắt nhìn theo đối với việc hắn có thể tiến vào thánh địa băng tuyết để tham gia hôn lễ hay không thật ra hắn cũng không nắm chắc hắn đương nhiên biết mình không tính là bạn của tuyết lạc nhi hắn chỉ đang đánh cược vẫn là câu nói kia một cô gái lần đầu tiên lấy chồng đó chính là thời điểm vui mừng phàm là người đến chúc mừng chỉ cần không phải là người có ác ý hắn sẽ không từ chối lời chúc mừng, huống chi hắn thật sự quen biết với tuyết lạc nhi. tóm lại, hắn muốn cố hết sức thử một lần, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể ở bên ngoài nghĩ cách dò xét. tần quan và kha định kiệt không hiểu, không biết vì sao trưởng lão lại vất vả chạy đến đây chúc mừng. người có thân phận của tuyết lạc nhi, người có nịnh bợ thế nào, người ta cũng chưa chắc xem trọng ngươi, có làm gì cũng vô dụng thôi. nhưng như trưởng lão lại là người cao thâm mà chắc, khi đã đưa ra quyết định gì, có lẽ sẽ có dụng ý khác. Bọn họ chỉ biết phối hợp là được. Sơn cốc thánh địa băng tuyết cũng có màu xanh biết sạt rào, không nói ấm áp như mùa xuân, nhưng vẫn là thế ngoại đào nguyên, lúc này đang răng đèn kết hoa. Không ít tân khách đã đến, tân khách có thể đến chỗ này đều không phải người bình thường, ngay cả trưởng môn các phái giới tu hành cũng không có tư cách đến. Thân phận tân khách là có thể nghĩ, Tuyết Lạc Nhi là các chủ băng tuyết các bên ngoài, nhưng lại là cháu gái duy nhất của Tuyết bà bà, tất nhiên cũng có chỗ ở ở thánh địa băng tuyết ở đây là chỗ ở của tuyết lạc nhi trước hôn lễ mà cũng là nơi động phòng sau hôn lễ cũng không còn cách nào xuyên dĩnh và tuyết lạc nhi không môn đăng hộ đối xuyên dĩnh cũng không có thân phận hay địa vị ở đây ngay cả chỗ đặt chân của mình cũng không có cũng không thể đem tuyết lạc nhi rời khỏi thánh cảnh đến thiên địa môn của nước tấn để động phòng được khuê phòng được trang trí cẩn thận hào quang sáng trói phát ra từ bảo châu bảy màu tuyết lạc nhi đang vui nên không sợ người khác làm phiền không quản mệt nhọc không ngừng soi gương thay quần áo, cứ sợ mình không được xinh đẹp. Nếu mặc đại bào thì không thấy gì, nhưng khi thay đổi xiêm y, phần bụng nhô lên đã thấy rất rõ ràng. Một bên tất nhiên có người hầu hạ thay quần áo, thành chủ thành trích tinh toa huyến lệ cũng có mặt, đang hưng phấn đưa ra ý kiến về trang phục của Tuyết Lạc Nhi. chương 1569, Quý Nhân Tụ Tập 1 Thế nào, mặc bộ quần áo mới, giang hai tay xoay quanh một vòng, Tuyết Lạc Nhi hỏi ý kiến toa huyến lệ. Đẹp, rất đẹp, rất dễ nhìn. Toa huyến lệ liên tục gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đáng sẽ hiện lên sự hâm mộ. Nàng phát hiện, sau khi tuyết lạc nhi kết giao cùng xuyên dính, cả người dường như cũng thay đổi. Trước kia, toa như lai thường xuyên lui tới với nàng, về sau không còn qua lại nữa, tất nhiên là đi cùng tình lang rồi. Nàng đã từng mơ ước vô số lần cảnh tượng trước mặt. Rất nhiều người cho rằng, với thân phận và địa vị của nàng, muốn tìm một người đàn ông quá dễ dàng, nhưng không ai biết đằng sau nó chẳng dễ dàng gì cả nàng cũng nghe phong thanh thánh địa đại la cũng đã từng quan tâm đến chuyện cưới gả của nàng nhưng lại bị phụ thân của nàng là toa như lai từ chối nghe khen đẹp tuyết lạc nhi lập tức cười tươi như hoa nhưng vẫn không hài lòng đây là lần duy nhất trong cuộc đời của nàng cả một đời hẳn chỉ có một lần nàng chỉ muốn mình càng đẹp hơn càng hoàn mỹ hơn mà thôi đổi lại bình thường nàng sẽ chú ý đến sự mất mát trong mắt người bạn thân nhưng hôm nay nàng lại rất vui vui đến mức không chú ý đến cảm nhận của bạn bè trong lúc thay trang phục một cô gái bước vào khuê phòng sau khi hành lễ với tuyết lạc nhi mới nói các chủ bên ngoài thánh địa có một người tự xưng là bạn của các chủ đến đây chúc mừng nhưng bị ngăn bên ngoài lời còn chưa nói hết mặt tuyết lạc nhi đã sầm lại vì không vui quay đầu lại nói tại sao ngăn khách chúc mừng bên ngoài làm gì có đạo đãi khách như vậy sao tân nương tử không vui những người trong phòng cũng yên lặng cô gái kia vội giải thích các chủ không phải như vậy vì thân phận người này hơi đặc biệt là người ngoài thánh cảnh, trưởng lão của tử Kim Độc, một trong ba đại phái nước Yến, tên là Ngưu Hữu Đạo. Thủ vệ bên ngoài không thể để cho người khác tự tiện xông vào thánh địa, muốn xác nhận Ngưu Hữu Đạo có phải bạn của các chủ hay không. Ngưu Hữu Đạo, Tuyết Lạc Nhi ngẩn cả người, không phải là không nhớ, mà nàng còn có ấn tượng với Ngưu Hữu Đạo. Huống chi, bây giờ Ngưu Hữu Đạo rất nổi tiếng, nàng chỉ là không ngờ Ngưu Hữu Đạo có thể chạy đến đây chúc mừng. Bây giờ nàng đã hiểu vì sao thủ vệ bên ngoài lại chặn đường Ngưu Hữu Đạo với thân phận và địa vị của Ngưu Hữu Đạo, thực không có tư cách xuất hiện ở đây. Ngưu Hữu Đạo, Toa Huyến Lệ cũng cảm thấy bất ngờ, về sau cười nói, khi ta vừa về đến Thánh Cảnh, ở cổng ra vào ngẫu nhiên gặp được hắn. Tỷ tỷ có ấn tượng gì với hắn không? Đã từng vẽ tranh cho tỷ đấy. Tuyết Lạc Nhi gật đầu, ta tất nhiên là nhớ kỹ rồi, cũng vẽ tranh cho muội luôn mà. Chỉ là, bây giờ hắn không phải là thành viên đốc cha của phiêu miếu các sao. Tại sao lại chạy đến đây? Toa huyến lệ cười nói, người ta không phải nói sao, người ta biết được đại hôn của tỷ, nên chạy đến đây chúc mừng, cũng có thể nghĩ là muốn nịnh bợ tỷ đi, ha ha. Sau khi nói xong, chính bản thân nàng cũng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng cho rằng nghiêu hữu đạo đến nịnh nợ tuyết lạc nhi mà thôi. Ngoại trừ lý do này, nàng thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. Mặc dù nàng cao cao tại thượng trong giới tu hành, nhưng thế giới của nàng thật ra rất đơn giản. Có người cũng nghĩ nàng nên sống đơn giản, không muốn nàng bị cuốn vào quá nhiều thị phi ân oán. Dù sao nàng cũng là phàm phu tục tử, có một số việc sẽ không chịu đựng nổi. Đến đây, cô gái bước vào bẩm bảo liền hỏi dò các chủ, thế có cho hắn vào không? Tuyết Lạc Nhi suy nghĩ một chút, tuy nói không phải bạn bè gì nhưng vẫn lên tiếng, nếu có lòng đến chúc mừng, thánh địa băng tuyết không đến nỗi ngay cả một người cũng sắp xếp không được. Ở đây cũng không có chuyện gì, cứ để hắn vào đi. Sở dĩ đồng ý cho vào, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng hy vọng sẽ nhận được thêm một lời chúc mừng, không hy vọng từ chối khách để đổi lấy sự nguyền rủa phía sau. Người ta từ xa chạy đến chúc mừng, người đuổi khách đi, khách nhất định sẽ không vui, sẽ ở đằng sau oán trách. Nàng không hy vọng hôm nay sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, là vì Ngưu Hữu Đạo có quan hệ với lệnh hồ thu. Xuyên dĩnh thường xuyên nhắc bên tai nàng, nói mình rất biết ơn lệnh hồ thu. Dưới cái nhìn của nàng, xét theo trình độ nào đó, nàng cũng phải cảm tạ lệnh hồ thu. Nếu không nhờ lệnh hồ thu cứu mạng xuyên dính, nàng cũng không có cơ hội trở thành vợ chồng với xuyên dính. Về phần sự tích phong lưu của xuyên dĩnh trước kia, nàng ngược lại cho rằng không có gì là không ổn. Trên đời này, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Chuyện đã qua rồi, không cần thiết phải canh cánh trong lòng. Chỉ cần nàng thường xuyên ở cùng xuyên dĩnh, xuyên dĩnh đương nhiên sẽ không giống như trước, và cũng phải có phụ nữ khác dám mới được xây quan hệ giữa nghiêu hữu đạo và lệnh hồ thu nàng cũng không tiện từ chối khách ngược lại chuyện hắn quen biết với nàng trước kia đã từng hỏa tranh cho nàng lại không nằm trong suy nghĩ của nàng vâng thiếu nữ đến thông báo lĩnh mệnh lui xuống gió tuyết nói đến là đến nói đi là đi gió ngừng thổi dưới ánh mặt trời tuyết tản ra thứ màu sắc mở ảo thị vệ điều khiển phi cầm trở về thông báo cũng đã quay lại đồng thời mang theo một người khác người này đã từng gặp qua nghiêu hữu đạo mặc dù tuyết lạc nhi cho vào nhưng là cho nghiêu hữu đạo vào, chứ không phải cho người giả mạo nghiêu hữu đạo vào. Khi Tuyết Lạc Nhi nói cũng không cân nhắc nhiều như vậy, nhưng đối với thành viên hộ vệ có liên quan mà nói, bọn họ phải xác minh lại rõ ràng. Đây chính là chức trách của bọn họ. Không sai, đúng là nghiêu hữu đạo. Sau khi xác nhận không sai, Tần Quan và Kha Đình Kiệt bị cản lại bên ngoài, chỉ cho phép một mình nghiêu hữu đạo tiến vào bên trong. Thánh địa băng Tuyết không phải là nơi chó mèo nào cũng có thể vào được có thể để Nghiêu Hữu Đạo vào cũng là khai ân ngoại lệ đối với hắn rồi. Về sau, bọn họ tiến hành kiểm tra Nghiêu Hữu Đạo lần nữa, ngay cả bức họa đựng trong ống trúc cũng không ngoại lệ. Trước khi đi, Nghiêu Hữu Đạo nói với hai người tần quan, các người hãy đến sông băng phía trước tìm chỗ tránh gió để tạm nghỉ. Sau khi tham dự hôn lễ xong, ta sẽ đến tìm các ngươi. Vâng, hai người đồng ý, Nghiêu Hữu Đạo đeo ống trúc đằng sau lưng, cầm theo lồng kim xí. Người cầm đầu lập tức ngăn lại, không cần phải mang kim xí vào, để ngoài đi. Nghiêu hiểu đạo không chịu, đây là thánh tôn cho ta, không thể để sơ suất, để phòng chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta nhất định phải coi ngó hai con kim xí này. Thấy hắn nói như thế, người cầm đầu lại cho người kiểm tra hai con kim xí lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì mới cho mang theo. Khi ba con phi cầm chở người bay lên không, từ đằng xa có phi cầm chở người bay đến. Người chặn đường lại phân công một người đến tra hỏi, rất nhanh lại cho đi. Sau khi người đến gần, Nhiêu hữu đạo mới nhìn rõ đối phương là ai, là người mà gương mặt không chút biểu cảm, gặp ai cũng giống như người đó thiếu tiền mình. Toa như lai không nghĩ đến Toa như lai cũng đích thân đến, Nhiêu hữu đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Toa như lai cũng giống như vậy, nhìn thẳng vào hai mắt Nhiêu hữu đạo, sau đó bay vút qua. Nhiêu hữu đạo nhìn tòa kỵ của mình, chỉ là hồi vũ điêu bình thường, còn của Toa như lai là xích liệp điêu, tốc độ nhanh hơn của hắn rất nhiều. Sơn cốc phủ đầy màu xanh bên dưới núi tuyết người dẫn đường giao nghiêu hữu đạo cho nhân viên tiếp đãi rồi rời đi nhân viên tiếp đãi dẫn nghiêu hữu đạo đi đăng ký báo danh mục quà tặng nộp lên ống trúc có chứa bức tranh về sau có người mang phi cầm của nghiêu hữu đạo đi sắp xếp tất nhiên sẽ có người chăm sóc thật tốt khi nào hắn về sẽ mang đến cho hắn mặc dù nhân viên tiếp đãi của thánh địa băng tuyết có hơi ngoài ý muốn không biết vì sao nghiêu hữu đạo lại đến đây nhưng đã đến vẫn phải dựa theo đạo đái khách mà tiếp đãi vì thế có người dẫn nghiêu hữu đạo đến chỗ nghỉ ngơi chương 1570, quý nhân tụ tập 2. Nơi chiều đãi khách đều ở cùng một nơi, là một lầu các dựa lưng vào núi. Người đến là khách, nhưng khách cũng có phân biệt cao thấp. Như hữu đạo không có khả năng ngồi cùng với khách quý. Hắn được dẫn đến một tiểu lâu dưới đáy, còn trên cao là nơi khách quý ở. Như hữu đạo cũng biết tình huống này, cũng không có ý kiến, lại còn khách sáo với nhân viên đãi khách, có vẻ hơi hèn mọn một chút. Nhân viên chiều đãi cũng không quá để như Hữu Đạo vào mắt, hơi có vẻ kiêu căng mặc kệ nói cái gì Nhiêu hữu đạo cũng đều cúi đầu đồng ý đợi sau khi sắp xếp xong Nhiêu hữu đạo cũng không ở trong tiểu lâu hắn bước ra ngoài tản bộ quan sát địa hình và hoàn cảnh chung quanh hắn leo lên thềm đá cao một chút để quan sát bên trên đột nhiên vang lên một giọng nói bên dưới là Nhiêu hữu đạo sao giọng nói hơi quen tai Nhiêu hữu đạo ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên sân thượng ló một loạt cái đầu nhìn xuống toa như lai đinh vệ của phiêu miếu các cũng có mặt còn người lên tiếng gọi hắn chính là Lam Minh. Khi ở thành Vấn Thiên, Lam Minh cố ý đến yêu hồ ti Tì tìm hắn, có nói với nhau vài câu, xem như quen biết. Nghiêu Hữu Đạo lập tức chắp tay chào, Lam Minh xua tay nói, lên đây đi. Nghiêu Hữu Đạo đáp lời, làm tiên sinh, trước đó người ở đây đã có dặn dò, không cho chạy lên trên, sợ quấy giày khách quý nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn còn cố ý liếc nhìn một số thủ vệ mặc áo trắng đang đứng canh bên trên vách núi dựng đứng lam minh cười nói bảo ngươi lên thì ngươi cứ lên không có việc gì đâu nói xong gã quay sang nói với một thủ vệ bên dưới cho hắn lên đi thủ vệ canh giữ bên dưới nhìn nhau sau đó một người đưa tay ra hiệu mời lúc này nghiêu hữu đạo mới lắc mình bay lên không sau đó rơi xuống sân thượng khi rơi xuống hắn nhìn xung quanh tình huống rõ ràng không phải bên dưới có thể so sánh được quả nhiên là nơi dùng để chiêu đãi khách quý hắn nhìn đám người trước mắt có thể đứng chung với toa như lai Đinh Vệ, Lam Minh, hiển nhiên đều là những người có địa vị tương đương, quý nhân tụ tập. Nghiêu Hữu đạo vội vàng hành lễ với mọi người. Lam Minh cười nói, vừa nhìn thấy bên dưới có người mặc trang phục phiêu miếu các, ta còn cảm thấy kỳ quái, cảm giác hơi giống ngươi, không nghĩ đến là ngươi thật. Nghiêu Hữu đạo mỉm cười, cúi đầu khom lưng, ta cũng không ngờ có thể gặp được Lam Tiên Sinh ở đây. Đinh Vệ lên tiếng, lạnh lùng nói, tại sao ngươi lại chạy đến đây? Ai bảo ngươi đến? Trước đó, y đã đọc qua bản tấu của Hoàng Ban, Hoàng Ban nói không đồng ý, không nghĩ đến Nghiêu Hữu Đạo vẫn chạy đến, khiến cho y hơi tức giận. Những người khác, bao gồm Lam Minh bên trong cũng cảm thấy kỳ lạ. Với thân phận và địa vị của Nghiêu Hữu Đạo mà cũng có thể đến nơi này, được tiếp đãi như một vị khách. Nghiêu Hữu Đạo đáp lời, hồi đinh tiên sinh, ta và các chủ băng tuyết khác là bạn bè cũ. Bạn cũ đại hôn, cho nên ta đến chúc mừng. Việc này ta đã báo cáo với Thánh Tôn, tên này là bạn của Tuyết Lạc Nhi. Mọi người đều kinh ngạc, đinh về cũng không cảm thấy kỳ lạ trước đó hoàng ban cũng đã đề cập đến trong bản báo cáo y quay lại nhìn lam minh hắn đã báo cáo với thánh địa thiên lam rồi à à lam minh cũng bất ngờ gã hoàn toàn không biết việc này tuy gã là con trai của lam đạo lâm nhưng có một số việc lam đạo lâm sẽ không để cho gã biết nhưng gã đoán chừng như hữu đạo sẽ không dám nói láo chuyện này liền mỉm cười đáp đúng là có chuyện như vậy người bên ngoài cũng cho rằng như hữu đạo không dám nói láo bởi vậy không khỏi có người nhìn Lam Minh bằng vẻ trào phúng. Có một số việc mọi người biết rõ trong lòng, người này hẳn không được cha gã tín nhiệm cho lắm, nguyên nhân rất đơn giản, nếu biết Nghiêu Hiếu Đạo sẽ đến, trước đó sẽ không nói không nghĩ đến đúng là ngươi, hiển nhiên gã không biết chuyện Nghiêu Hiếu Đạo sẽ đến. Để che giấu sự xấu hổ, Lam Minh đột nhiên tỏ thái độ thân thiện, Nghiêu Hiếu Đạo, chắc người cũng biết những người này, cũng không cần ta giới thiệu. Đây chính là đệ tử cao tử của Thánh Tôn Mục Liên Trạch của Thánh Địa Mục Liên, đệ tử hoa mỹ như của thánh tôn lữ vô song thánh địa vô song đệ tử diệp niệm của thánh tôn đốc vô hư thánh địa vô hư đệ tử trầm hoan của thánh tôn trường tôn của thánh địa vô minh trưởng lão hắc thạch của thánh địa thiên ma nghĩa tử bạch vô nhai của tuyết bà bà thánh địa băng tuyết còn bản thân gã toa như lai của thánh địa đại la đinh vệ của thánh địa đại nguyên thì không có giới thiệu toa như lai là vì có con gái đến muốn gặp mặt con gái một lần cho nên mới chủ động xin đến Đinh Vệ vốn đại diện cho Phiêu Miếu các đến chúc mừng, thuận tiện đại diện cho Thánh Địa Đại Nguyên luôn. Nghĩa tử Tuyết Bà bà Bạch Vô Nhai thân là chủ, phải ra mặt tiếp khách. Người của Thánh Địa Thiên Ma và Băng Tuyết hơi có chút đặc biệt. Hai thánh tôn của hai thánh địa này không thu đồ đệ. Thánh Địa Thiên Ma có kết cấu giống như một môn phái, còn Tuyết Bà bà thì chỉ thu nghĩa tử, nghĩa nữ mà thôi. Điều này cũng không thoát khỏi liên quan đến bản thân hai vị thánh tôn. Khách quý trước mắt đều là nhân vật kém một bậc ở thánh địa. Trong mắt các thánh tôn, Tuyết Lạc Nhi không đáng cho bọn họ đích thân đến. Để cho đệ tử bên dưới đến chúc mừng đã là nể mặt lắm rồi. Làm mình giới thiệu người nào, nhiều hữu đạo đều cung kính chắp tay bái kiến người đó, tiện thể ghi lại từng người trong đầu, trong đó còn cố ý nhìn toa như lai lâu hơn một chút, nhưng lại nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào từ đối phương. Giới thiệu xong, Diệp Niệm hư lạnh, Lam Huynh, chỉ là trưởng lão một môn phái bên ngoài, lại làm phiền Huynh phải đích thân giới thiệu, Huynh đúng là bình dị, gần gũi mà có thể nghe ra ông ta hơi bất mãn đối với Ngưu Hữu Đạo. Bất mãn tất nhiên là có nguyên nhân, khi tỉ thí ở Hoang Trạch Tử Địa, Ngưu Hữu Đạo đã kéo đệ tử Ngao Phong của ông ta vào, khiến cho ông ta phải khó xử với Thánh Địa Vô Hư, bị người ta thừa cơ chế nhạo. Đối với ông ta mà nói, chỉ là một Ngưu Hữu Đạo, không đáng phải để cho người phải nể mặt như vậy, người cần thiết phải làm thế sao? Ông ta ngay cả Lam Minh cũng có thể trào phúng, sao có thể để Ngưu Hữu Đạo vào mắt? Ngưu Hữu Đạo trong mắt ông ta không khác gì con chó nếu không phải đang ở nhà người khác mà người ta lại có hỉ bây giờ ông ta đã để cho nghiêu hữu đạo đẹp mắt rồi ha ha trong đám người vang lên tiếng cười đinh vệ tiếp lời nghiêu hữu đạo liên hệ trực tiếp thánh địa thiên lam lam huynh có thể xem nghiêu hữu đạo như người một nhà có lẽ là sợ nghiêu hữu đạo tố cáo với cha của huynh ấy lam huynh huynh không phải sợ nghiêu hữu đạo chứ lam minh sầm mặt lại đinh vệ người nói vậy là có ý gì chư vị thân là chủ nhà bạch vô nhai không thể không lên tiếng hòa giải hôm nay là ngày đại hỷ, mọi người nể mặt ta, đừng làm tổn thương hòa khí. Y không ra mặt hòa giải, trước những lời chất vấn của Lam Minh Ninh Vệ cũng không định nói thêm gì nữa. Những người khác không thể hiểu được ý của Lam Minh nhưng Ninh Vệ thì hiểu. Lúc ở Vấn Thiên Thành mặc dù Lam Minh giết chết Long Phiếm Hải nhưng dù sao cũng đã nể mặt y, nếu không Huyền Diệu đã khó tránh khỏi một kiếp. Ở tình huống đó Huyền Diệu có nhận tội không đã không còn quan trọng, Lam Minh đến Vấn Thiên Thành là cần tất cả sức mạnh. Huyền Diệu bị cuốn vào trong chuyện này dù có bị nghiêm hình thẩm vấn đến chết thì cũng chẳng ai có thể nói gì. Nói một cách khác, các thánh tôn muốn tăng thêm chỗ dựa và tự tin cho các nhân viên giám sát được cử đi, sao Lam Minh lại không biết mình phải làm gì, Huyền Diệu có chết thì đại nguyên thánh địa cũng sẽ không lên tiếng. Cho nên Lam Minh thật sự đã nể mặt đinh vệ, giờ y vừa nhắc nhở dĩ nhiên đinh vệ cũng sẽ câm miệng. Đương nhiên, Bạch Vô Nhai thân là địa chủ đã ra mặt, cùng lắm chỉ là để tránh mấy vị khách quý trở mặt với nhau chương 1571, cha con, còn về phần nghiêu hữu đạo tất cả mọi người đều không để ý lắm. Hắc thạch trưởng lão của thiên ma thánh địa trêu chọc, nghiêu hữu đạo, lão phu cũng có nghe nói một vài chuyện của ngươi, nghe nói gan ngươi không nhỏ, vừa đến vấn thiên thành đã liên tục cáo trạng khiến chấp sự yêu hồ ti phải chết. Thế sao hôm nay trông ngươi lại rụt rè như chó vậy, chẳng giống với lời đồn tí nào. Mấy lời này khiến một vài người bật cười ha ha, toa như lai sắc mặt không đổi liếc nhìn như hữu đạo hai cái, Nghiêu hữu đạo rất cung kính không người với hắc thạch, cười cười, không dám, không dám, nào dám vô lễ trước mặt các vị. Chuyện vấn thiên thành chỉ là chức trách, dù phải chịu nhục nhã như thế nào nghiêu hữu đạo vẫn nở nụ cười đáp lại, cố gắng chịu nhục, dần dần mấy người này cũng chẳng có hứng trêu đùa, nếu tiếp tục quá đáng nữa thì lại thành ra mình không đúng mực mất. Làm mình cũng không muốn mọi người tiếp tục làm khó nghiêu hữu đạo nữa, dù sao nghiêu hữu đạo cũng có liên quan trực tiếp với thiên lam thánh địa, nếu cứ tiếp tục thì bản thân lão cũng rất mất mặt lúc này lão quay sang nói với nghiêu hữu đạo người đi xuống đi rõ nghiêu hữu đạo đáp rồi chắp tay với mọi người cung kính lui ra sau hai bước rồi mới buông tay quay người rời đi sau khi nghiêu hữu đạo rời khỏi tầm mắt mọi người thì nụ cười nặn ra trên mặt hắn mới từ từ biến mất lúc này hắc thạch trưởng lão thiên ma thánh địa cũng tìm cớ rời khỏi lộ đài trước hắc thạch rời khỏi lộ đài sau khi chạm mặt với thủ hạ tùy hành chờ sẵn bên ngoài thì ông ta vừa đi vừa thấp giọng nói nghiêu hữu đạo tới đánh tiếng với bên kia đi Thủ hạ nghe xong liền gật đầu. Sau khi nhóm người trên lộ đài nói chuyện phiếm một lát thì ai nấy cũng lần lượt tản đi. Toa Như Lai không hề vội vã, ông ta có việc cần tìm Bạch Vô Nhai nên đợi những người khác đi rồi mới nói với Bạch Vô Nhai, "Nghe nói tiểu nữ có tới đây." Bạch Vô Nhai gật đầu, "Nhà đầu kia đang cùng Lạc Nhi ở chỗ khuê các đã xuất giá, muốn gặp nữ nhi sao?" Toa Như Lai gật đầu, "Làm phiền thông báo giúp ta một chút." Bạch Vô Nhai không có lý do gì để từ chối nên cũng tỏ ra đã hiểu lão quay đầu ngoắc người tới bảo người dẫn Toa Như Lai đi. Vương Tôn Thân là người tùy hành thấy Toa Như Lai ra khỏi lộ đài lập tức tới đón, nhân lúc không ai chú ý liền thấp giọng hỏi, người ban nãy là Như Hữu Đạo. Toa Như Lai ừ một tiếng, Vương Tôn, ban nãy thấy hắn ở bên ngoài còn cảm thấy kỳ lạ, hắn tới đây làm gì? Toa Như Lai, tới giả vờ đáng thương, giả vờ đáng thương, Vương Tôn thắc mắc, Toa Như Lai, ở sau lưng dám cả gan làm loạn, chuyện gì cũng dám làm, chạy tới đây thì cúi đầu khom lưng, không phải giả vờ đáng thương thì là gì. Vương Tôn còn đang định nói gì đấy thì thấy người dẫn đường quay đầu vẫy tay ra hiệu cua nên tạm thời im miệng lại. Trong khuê phòng có người đến báo, các chủ, tân lang đến. Tuyết Lạc Nhi cảm thấy ngạc nhiên quay đầu lại, sao lại chạy tới đây vào lúc này. Toa huyến lệ ngồi bên liền trêu chọc nói, giờ đã muốn vào động phòng rồi sao, xem ra tân lang đã không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Câu này của nàng ta làm cho nhóm con gái trong phòng đều phải cố nhịn cười. Tuyết Lạc Nhi trừng mắt với nàng ta, cô là một cô nương mà ăn nói chả biết mắc cỡ gì cả, có biết thế nào gọi là động phòng không? Toa huyến lệ nhìn bụng nàng ấy, vâng vâng vâng, đâu giống cô, cô vẫn chưa được gả mà đã động phòng trước rồi. Không biết xấu hổ, Tuyết Lạc Nhi trừng mắt với nàng ta rồi quay đầu lại nói, mời cô ra vào đi. Lúc này bên cạnh có một cô gái đã có tuổi khuyên, các chủ, vẫn chưa làm các nghi thức, giờ cô ra không nên vào động phòng đâu. Toa huyến lệ lập tức bịt miệng cố nín cười tuyết lạc nhi lại trừng mắt với nàng ta sau đó cởi bộ y phục đang thử trên người đổi sang chiếc áo khoác mặc thường ngày rồi mới bước ra cửa tân lang xuyên dĩnh đang ở trong đình bên ngoài chờ đợi vừa nhìn thấy tân nương bước ra liền mỉm cười tuyết lạc nhi nhìn thấy tân lang có thể vì thời gian hoàn cảnh và bầu không khí ảnh hưởng nên trên gương mặt nàng ấy mang theo chút ngượng ngùng bước tới nói với giọng trách ước sao giờ này lại chạy tới đây làm trò cười cho người khác có chuyện gì mà không gặp mặt không được vậy Xuyên dĩnh nói ngay vào việc chính, nghe nói nhiều hữu đạo huynh đệ kết bái của lệnh hồ huynh tới. Hóa ra là vì chuyện này, Tuyết Lạc Nhi còn tưởng là vì chuyện gì. Nàng ấy gật đầu, đúng vậy, suýt chút nữa là hắn bị cản bên ngoài, là ta cho vào đấy, nghe nói hắn còn mang theo bức họa tới làm hạ lễ. Xuyên dĩnh thích thú nói, họa, bức họa hắn họa nàng ta cũng từng xem rồi, rất đặc biệt, lần này hạ lễ tân hôn chắc chắn sẽ càng bất phàm hơn nhỉ. Nàng có thể cho người lấy ra thưởng thức được không? tuyết lạc nhi bất mãn chàng tới vì cái này sao xuyên dĩnh thở dài thực ra là ta muốn gặp hắn trước đây nghe danh đã lâu nhưng mãi chưa có dịp gặp mặt hôm nay lại có được cơ hội trước đây ta đi thánh cảnh lệnh hồ huynh từng nhờ ta chuyển cho hắn một phong thư ta có thể nhân cơ hội này đưa cho hắn tiện thể gặp mặt làm quen tuyết lạc nhi hơi nhíu mày chàng cũng thật là thư thì lúc nào đưa trả được hôm nay về tình về lý trước khi làm nghi thức đều không thích hợp tiếp khách trước khi cưới còn xen lẫn những việc khác khiến nàng ấy cảm thấy không vui. Xuyên dĩnh cười khổ, ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tới đây thì thấy có quá nhiều quy cũ, nơi này không được đi, nơi kia không được đi, lại dạy ta một đống hôn nghi dườm già. Sau khi nghi thức bắt đầu tất cả đều phải làm theo quy củ đã định, làm sao cho ta có cơ hội gặp riêng hắn chứ? Sau hôn lễ có thể cho ta đi chỗ này chỗ kia hay không còn chưa biết, ta chỉ sợ sau hôm nay là không còn cơ hội gặp mặt hắn nữa. Tuyết Lạc Nhi nghe gã nói vậy thì bất mãn trong lòng cũng tan biến. Nàng ấy biết gã cưới mình phải chịu áp lực cực lớn, thậm chí còn phải mạo hiểm đến tính mạng. Băng Tuyết Thánh Địa có rất nhiều người bất mãn với gã, sau này e là sẽ không được thoải mái, đó là cảnh tượng mà người ngoài không thể nào nhìn thấy được. Nàng ấy liền an ủi nói, chàng suy nghĩ nhiều rồi, bà nội đã đồng ý hôn sự rồi, sau này chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Xuyên dĩnh thở dài, chỉ mong là như vậy. Tuyết Lạc Nhi thấy gã suy nghĩ tiêu cực liền phất tay gọi người tới, bảo người đi mời nghiêu Hữu Đạo, đồng thời mang bức hỏa tới. Một lát sau có người đến báo, các chủ, phụ thân của toa thành chủ tới muốn gặp toa thành chủ, người đang chờ ở ngoại viện. Ừm, đi thông báo với toa thành chủ một tiếng, Tuyết Lạc Nhi vội vàng phân phó còn bản thân thì không đi tiếp khách. Hôm nay nàng ấy không tiện tùy tiện ra ngoài gặp mọi người. Một lát sau toa huyễn lệ từ trong khuê phòng bước ra, lúc đi ngang qua cặp phu thê mới này liền miến cưỡng nở nụ cười gật đầu chào hỏi hai người rồi mới đi. Xuyên dĩnh đưa mắt nhìn theo, không có chuyện gì chứ. Sao ta thấy toa thành chủ không được vui? Hai, tuyết lạc nhi thở dài, có thể có chuyện gì chứ, chẳng phải vẫn vậy sao? Quan hệ giữa cha con họ luôn như vậy, lần này nếu không vì đại hôn của ta chỉ e nàng ấy sẽ không quay về thánh cảnh. Xuyên dĩnh a à một tiếng, ánh mắt hơi lóe lên, trong một cái đình ở đình viện bên ngoài, Vương Tôn đứng bên toa như lai vừa thấy toa huyễn lệ chậm rãi bước tới liền lập tức ra khỏi đình, tránh ra xa một chút để lại không gian riêng tư cho hai cha con. Toa huyễn lệ bước vào trong đình đứng trước mặt phụ thân nhưng chỉ cúi đầu không lên tiếng. Toa như lai nhìn nữ nhi trước mặt, vẻ mặt đầy phức tạp, cuối cùng ông ta vẫn cất giọng lạnh lùng nói, về thánh cảnh vì sao không về nhà. Toa huyễn lệ cúi đầu thấp giọng nói, nhà, nhà ở đâu, nhà đã tan nát từ lâu rồi. Gương mặt toa như lai giật giật, đừng có tự dày vào mình nữa, sau hôn nghi theo ta về nhà một chuyến, lâu rồi con chưa về nhà đấy. chương 1572, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên một. Toa huyến lệ, không cần đâu, trích tinh thành còn có việc, con về trước đây. Toa như lai, like, có thể có chuyện gì chứ? Cho dù có chuyện thì cứ gác qua một bên trước đi, hoặc để hướng minh xử lý cũng được. Toa huyến lệ ngẩng đầu, cảm xúc của nàng ta đột nhiên trở nên hơi kích động, về làm gì? Để tự rước nhục sao, để con phải gọi kẻ thù giết mẹ con là mẹ sao? Cha có thể cưới kẻ thù giết mẹ con như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng con thì không làm được. Cha có thể cưới người phụ nữ khác nhưng mẫu thân sinh ra con chỉ có một. Toa như lai nổi giận, quát lên, hỗn xược ta là cha con, ai cho con có gan ăn nói với cha như vậy. Toa huyến lệ không nói thêm gì quay đầu bước đi, toa như lai đột nhiên đưa tay ra kéo cánh ta nàng ta. Toa huyến lệ giãy ruộng nhưng sao có thể thoát ra được. Toa như lai chỉ cần giữ một tay, mặc nàng ta dẫy dụa thì cũng chẳng thể dung chuyển được ông ta chút nào. Vương Tôn đứng phía xa sau khi liếc mắt nhìn hai cái liền biết giữa hai cha con này lại bắt đầu tranh chấp không vui, y vội quay đầu nhìn sang bên cạnh làm như không nhìn thấy gì. Đợi sau khi Toa Huyễn Lệ biết rằng dù mình có dẫy dụa như thế nào cũng vô ích thì không thể không ngừng dẫy dụa, Toa Như Lai liền nói, nhà đầu, có rất nhiều chuyện không phải như con nghĩ đâu, những lời đồn con nghe thấy không thể tin được, có hiểu không hả? Toa huyến lệ cười thảm, từ lúc con còn rất nhỏ đã tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia cản mẫu thân con trước mặt mọi người, con tận mắt nhìn thấy bà ta sỉ nhục mẫu thân con trước mặt mọi người. Cha biết mẫu thân con lúc đó hèn mọn thế nào không? Bà ta đã cảnh cáo mẫu thân con, nói mẫu thân con tự tìm chết, những cảnh đó cả đời này con sẽ không thể nào quên được. Lẽ nào những gì con tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy còn có thể là giả được hay sao? Toà như là hít sâu một hơi, cũng có thể nàng ấy đã nói ra những lời đó nhưng cũng không đến mức làm ra những chuyện hại chết mẫu thân con. Nhà đầu, có một số việc tận mắt, chính tay nghe được cũng chưa hẳn là thật, quay về cùng ta, tạo mối quan hệ tốt với nàng ấy sẽ không có hại gì với con đâu. Toa huyến lệ, năm đó con còn nhỏ, chẳng hiểu được chuyện gì, khi con không muốn rời đi, khóc lóc cầu xin cha, cha cứ bắt đưa con đi, vứt con một mình chơi trọi ở trích tinh thành giờ con không muốn về cha lại ép con về, rốt cuộc cha muốn con phải như thế nào. Năm đó cha sợ con ảnh hưởng cha cưới người mới, giờ có phải lại muốn lấy con ra để gây dựng quan hệ tình cảm tốt đẹp cho phu thê hai người, cha coi con là cái gì. Toa như lai giữ lấy cánh tay nàng ta lắc mạnh mấy cái, chuyện không như con nghĩ đâu. Năm đó mẫu thân con xảy ra chuyện, tình hình lúc đó ta lo con cũng sẽ xảy ra chuyện nên mới đưa con đi, ta đồng ý cưới nàng ta cũng là vì an toàn của con, con có hiểu không? mắt toa huyễn lệ đỏ hồng nhìn chằm chằm vào mắt ông ta có nghĩa là cha thừa nhận hung thủ giết hại mẫu thân con ở đại la thánh địa đúng không toa như lai con nghĩ nhiều rồi toa huyễn lệ đột nhiên liều mạng dãy ruộ và gào thét con không về toa như lai đột nhiên buông tay nàng ra không phải ông ta không giữ được nàng ta mà ông ta đã bị nữ nhi bất chấp lý lẽ này chọc giận trong lúc vô tình đã không kiềm chế được sức mạnh sau đó ông ta lại đột nhiên ý thức ra rằng dùng nhiều sức quá có thể sẽ làm nữ nhi đau nên mới vô thức nới lỏng tay Toa huyến lệ thật sự bị giữ rất đau, sau khi được thả ra nàng ta bất chấp đau đớn, một tay ôm lấy cánh tay đang đau nhức, gương mặt bi thương chạy như bay ra khỏi đình. Toa như lại đưa mắt nhìn nữ nhi đau lòng rời đi lòng càng thương xót, hai gò má căng cứng, trái tim như bị dao cắt. Có một số việc, ông ta muốn bình tĩnh nói chuyện với nữ nhi nhưng lại biết không thể nói rõ được, bởi vì có một số việc không thể nào nói rõ chân tướng với nữ nhi, ít nhất thì hiện tại không thể nói, nếu không sẽ không có lợi gì cho nữ nhi mà chỉ khiến cho nữ nhi kích động mù quáng rơi vào nguy hiểm mà thôi. Toa như lai đưa mắt nhìn nữ nhi biến mất thì tâm trạng đột nhiên tỉnh táo kỳ lạ, ông ta đưa mắt quét xung quanh thì thấy có vài người của băng tuyết thánh địa đều đang nhìn ông ta. Trong số đó có một khuôn mặt quen thuộc cũng đang nhìn ông ta, Nhiều Hữu Đạo. Ông ta không biết Nghiêu Hữu Đạo đến đây từ lúc nào, có lẽ đã nhìn thấy chuyện vừa xảy ra nên đôi mắt hắn đang giật giật nhìn về phía này. Đi thôi, người dẫn đường đánh tiếng với Nghiêu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo ừm một tiếng rồi bước theo rời đi. Toa Như Lai hơi nhìn sang rồi sau đó rời khỏi đình. Vương Tôn bước theo, sau khi ra khỏi cánh cổng trạch viện y cũng không hỏi chuyện giữa hai cha con. Đó không phải chuyện y nên hỏi, y chỉ hỏi về Ngưu Hữu Đạo, sao Ngưu Hữu Đạo lại tới đây? Chẳng có gì để tò mò cả, tạm thời Toa Như Lai không có tâm trạng để nghĩ chuyện này, cảm xúc của ông ta đã bị nữ nhi làm dối rồi. Lúc Toa Như Lai bước ra cổng xuống núi, ông ta lại dừng bước quay đầu quan sát trạch viện đang được bận trộn trang trí giam đèn kết hoa bầu không khí vui vẻ này khiến tâm trạng của ông ta vô cùng phiền muộn ông không biết nữ nhi ở trong không khí này tận mắt nhìn thấy tất cả những chuyện này sẽ có tâm trạng như thế nào nữ nhi đã qua tuổi xuất gia từ lâu đã gần thành bà cô già rồi nhưng ông ta không dám để nữ nhi lấy chồng nữ nhi cũng từng trải qua khoảng thời gian mới biết yêu từng gặp nam nhân mình thích nhưng đã bị ông ta giết rồi mấy năm nay nhưng nam nhân tiếp cận nữ như của ông ta ông ta không chỉ giết bấy nhiêu người đại la thánh địa cũng từng quan tâm đến hôn sự của nữ nhi thậm chí là giới thiệu vài nam tử điều kiện trông rất khá nhưng tất cả đều bị ông ta nghĩ cách từ chối sở dĩ ông ta giết sở dĩ ông ta cự tuyệt là bởi vì có ông ta không thể hiểu rõ được lý lịch của một vài người hoặc là vì biết họ có mục đích không đơn thuần hoặc là do một vài người hữu tâm nào đó cố ý sắp xếp ông ta không thể ngồi yên nhìn những kẻ không tốt kia giáp tâm tiếp cận nữ nhi của mình có đôi lúc biết quá nhiều có lẽ cũng không tốt, ông ta biết có thể chính vì như vậy mà nữ nhi càng hận ông ta hơn. Nghiêu hữu đạo lại gặp tuyết lạc nhi, cũng gặp xuyên dĩnh. Lúc nghiêu hữu đạo nhìn xuyên dĩnh thì bất giác nhìn nhiều hơn một chút. Hắn thật sự không thể không thừa nhận, lời đồn không hề sai, nam nhân này đúng là bề ngoài rất đẹp mắt, trả trách mà tuyết lạc nhi lại động lòng. Nghiêu hữu đạo cung kích nói lời chúc mừng, xuyên dĩnh cũng lịch sự nói mấy câu ngưỡng mộ đại danh đã lâu gì đó, dĩ nhiên là nghiêu hữu đạo liên tục khiêm tốn vì xuyên dĩnh nên rõ ràng tuyết lạc nhi đã khách sáo với nghiêu hữu đạo hơn năm đó rất nhiều sau khi nghiêu hữu đạo khách sáo xong liền thỉnh giáo không biết các vị gọi tại hạ tới đây có gì cần phân phó nào có phân phó gì chỉ muốn gặp mặt nghiêu huynh thôi đúng rồi lệnh hồ thu có thư bảo ta đưa cho huynh xuyên dĩnh nói xong móc thư từ trong tay áo ra đưa sang bằng hai tay nghiêu hữu đạo hơi bất ngờ không ngờ lệnh hồ thu lại chủ động liên hệ với hắn đặc biệt là còn đưa vào trong thánh cảnh hắn vốn định tiện tay bỏ thư vào trong tay áo nhưng xuyên dĩnh lại ra hiệu hắn đọc ngay tại chỗ nên nhiều hữu đạo cũng đành phải làm theo. Hắn mở phong thư ra, khi rút thư ra xem kỹ thì ống trúc xuyên dĩnh cần cũng được đưa đến, gã lấy bức họa cùng tuyết lạc nhi mở ra xem. Nhiều hữu đạo xem xong thư trong lòng nghĩ, trả trách bảo viên cương nghe ngóng chỗ lệnh hồ thu xem xuyên dĩnh xảy ra chuyện gì, viên cương trả lời vẫn chưa nhận được hồi âm của lệnh hồ thu, hóa ra là đã để xuyên dĩnh đích thân mang thư đến cho mình. Chương 1573, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên hai. Có điều trong thư này nói trong tình huống cần giúp đỡ có thể tìm xuyên dĩnh, quan hệ giữa lệnh hồ thu và xuyên dĩnh rất tốt sao? Đương nhiên cũng có thể hiểu là, xuyên dĩnh trở thành cháu rể của tuyết bà bà nên có khả năng thực sự có năng lực giúp hắn. Chỉ ước uyên ương không ước tiên, Tuyết Lạc Nhi nâng một đầu bức họa đọc dòng chữ lưu bên trên, giống như đang tận hưởng dư vị vô tận, lại như hơi ngây người ra, giống như đánh đúng vào tâm cảnh của nàng ấy trong mấy năm nay xuyên dĩnh chật chật thành tiếng, bút pháp thần kỳ, như huynh quả nhiên có bút pháp thần kỳ, vẽ đẹp lắm. Nghiêu hiểu đạo gấp thư cất vào trong tay áo vội vàng khiêm tốn nói, hiếm khi được đến nơi thanh nhã thế này, thực sự đến thánh cảnh mà trên người không có vật gì quý, không biết lấy gì để chúc mừng nên đành phải dâng lên tác phẩm kém cỏi này, chỉ là chúc thành ý mà thôi. Người có lòng rồi, ánh mắt tuyết lạc nhi rời khỏi bức vẽ, nở nụ cười, vẽ đẹp lắm, ta rất thích. Nghiêu hiểu đạo, quá khen, quá khen chỉ cần hai vị không chê là được, ta và Nghiêu Huynh lần đầu gặp, để ta trò chuyện với Huynh ấy nhé. Xuyên Dĩnh đột nhiên hỏi ý Tuyết Lạc Nhi, trước mặt người ngoài dĩ nhiên Tuyết Lạc Nhi sẽ giữ thể diện cho gã, hơi gật đầu tạ lỗi với Nghiêu Hữu Đạo, vậy ta không phụng bồi nữa. Nghiêu Hữu Đạo chỉ có thể chắp tay lấy lễ, Tuyết Lạc Nhi thu lại bức họa mang đến khuê phòng của mình. Không có người ngoài Xuyên Dĩnh mới nói, Nghiêu Huynh, nên nói, chắc trong thư lệnh Hồ Huynh đều đã nói cả rồi nghiêu hữu đạo sau này ở thánh cảnh vần phải nhờ xuyên huynh chiếu cố nhiều hơn xuyên dĩnh cười khổ khoát tay sau này sẽ xảy ra chuyện gì bản thân ta cũng không biết ta chỉ có thể nói nếu lệnh hồ huynh đã nhờ vả chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn ta sẽ cố gắng hết sức nghe gã nói vậy nghiêu hữu đạo hỏi dò trước kia sao không nghe lệnh hồ huynh đề cập tới huynh xuyên dĩnh cười ha ha nói huynh ấy giao tế rộng rãi sao có thể nhắc hết mọi người với huynh được ừm nói cũng đúng nghiêu hữu đạo liên tục gật đầu hắn lại hỏi thăm, có thể kết thành mối lương duyên với các chủ băng tuyết các thực sự khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Lúc ta nghe thấy chuyện này thực sự cảm thấy rất khó tin, xin hỏi Xuyên Huynh chuyện này có cơ duyên như thế nào? Xuyên dĩnh bất đắc dĩ khoát tay, chỉ có thể nói là do duyên phận, một lời rất khó nói hết, không nói cũng được. Một lời khó nói hết, nói rất hay. Xuyên Huynh, như hữu đạo đứng dậy, chuyện tốt của Huynh sắp tới gần, chắc chắn Huynh còn rất nhiều việc, ta quấy dày nhiều rồi, đợi tối nay lại tới chứng kiến các thời giai thoại của Xuyên Huynh. Xuyên Dĩnh cũng đứng dậy, ta cũng phải quay về chuẩn bị việc cưới hỏi, chúng ta cùng đi nhé. Ha ha, được, Nghiêu Hữu Đạo liên tục gật đầu, hai người mời nhau bước ra khỏi đình. Xuyên Dĩnh gọi người tới bảo đi nói với Tuyết Lạc Nhi một tiếng, bảo gã về trước. Nghiêu Hữu Đạo nghe vậy đột nhiên xen ngang, Xuyên Huynh, vừa hay có một chuyện, mong Xuyên Huynh chuyển lời giúp một câu. Xuyên Dĩnh hơi bất ngờ, chuyển lời cho ai? Nghiêu Hữu Đạo, là thế này trước khi vào đây ta có thấy thành chủ trích tinh thành tới nơi này hình như còn ở cùng với các chủ ta và thành chủ trích tinh thành là chỗ quen biết cũ đã thấy mà cứ đi như vậy trong lòng sẽ thấy không yên có thể giúp ta nhắn vài câu khách sáo được không dù sao đây cũng không phải là chuyện gì nên xuyên dĩnh liền gọi người bên cạnh tới nghe rồi tiện thể truyền lời được rồi hôm nay là ngày đại hỷ của ta cô khóc xấu xí quá cười một cái đi nào trong khuê phòng tuyết lạc nhi an ủi toa huyễn lệ một lúc Ngày này mà khóc đúng là không hay, toa huyễn lệ cảm thấy không ổn nên cũng cố nặn ra nụ cười. Đúng, đúng, như vậy đấy, ta vừa nhận được hạ lễ của Ngưu Hữu Đạo, ta cho cô xem nhé. Tuyết Lạc Nhi quay đầu nói rồi bảo người đem bức họa tới. Toa huyễn lệ xem bức họa dường như đoán ra, lại là tranh hắn vẽ. Ừm, không giống trước đây, Tuyết Lạc Nhi cùng nàng mở một đầu bức tranh, bức họa dãy núi tuyệt đẹp nấp mình giữa thế gian phồn hoa dần hiện ra trước mắt, trên chiếc cầu nhỏ nước chảy ở bên ngoài thành trên lưng chừng núi, một đôi tình nhân như đang ân ái, bức ảnh vừa đẹp lại vừa rất có ý cảnh, thật sự ứng với câu nói lưu lại trên giấy trắng, câu nói đó cũng thật sự có tác dụng vẽ rồng điểm mắt. Chỉ ước uyên ương không ước tiên, toa như lai lầm bầm, suy nghĩ rõ ràng chìm trong ý cảnh của câu nói này. Tuyết lạc nhi nhìn nàng ta, hai người từng đồng bệnh tương lân nên hiểu rõ tâm trạng của nàng ta, trước đó bản thân cũng đã hòa vào câu chữ, vào bức họa này. Một lúc lâu sau, Toa huyến lệ mới thở ra một hơi, vẽ đẹp lắm. Thứ trước kia hắn vẽ tùy giống y như thật nhưng cũng vì giống y như thật nên không kiên nhẫn xem, đây mới thực sự là thứ có ý cảnh đáng xem. Trước đây cứ tưởng hắn là loại người lăn lộn trong giới tu hành mưa gió máu tanh nên lãnh khốc vô tình, không ngờ trong lòng cũng có sự dịu dàng này, nếu trong lòng không có được chút dịu dàng kia thì chắc chắn không thể vẽ được loại ý cảnh này. Tuyết Lạc Nhi, muội muội nói đúng lắm, hay là bảo hắn vẽ cho muội một bức nhé. Toa huyễn lệ lắc đầu, ta cần thứ này làm gì, chỉ tăng thêm suy nghĩ và phiền não thôi. Trong lòng tuyết lạc nhi cũng buông tiếng thở dài, cảm thấy cũng đúng, tránh khỏi nhìn cảnh đau lòng. Nàng ấy vừa định an ủi vài câu thì bên ngoài có người đến báo, các chủ, như hữu đạo bên ngoài nói là chỗ quen biết cũ với toa thành chủ nên muốn chào từ biệt. Cô ra nhắn nôi tài chuyển lời hỏi thành chủ có tiện hay không. Tuyết Lạc Nhi nghe nói là xuyên dĩnh chuyển lời nên tự hiểu được xuyên dĩnh nhớ nhung đám người lệnh hồ thu nên liền nói giúp, muội muội Nghiêu hiếu đạo cũng có thể coi là đến chúc mừng ta, lại còn dâng lên một bức kỳ họa, coi như nể mặt ta, muội gặp mặt chào hỏi hắn một chút có được không? Toa huyến lệ nghe vậy thì nể mặt nàng ấy, cũng vì xúc động bởi bức họa đẹp nên gật đầu đứng dậy bước ra. Nghiêu hữu đạo đứng chờ bên ngoài nhìn thấy toa huyến lệ vội vàng chắp tay chào, ở cửa ra thánh cảnh vội vàng từ biệt, không ngờ lại gặp mặt thành chủ ở đây. Toa huyến lệ vốn định khen hắn vẽ đẹp nhưng thấy xuyên dĩnh ở bên liền kiềm lại, giữ thái độ thận trọng, mỉm cười khẽ gật đầu ngươi cũng tới à nghiêu hữu đạo thành chủ có thể tới gặp mặt là vinh hạnh của tại hạ lần này tới vội vàng không chuẩn bị gì đợi tại hạ chuẩn bị xong lễ mọn sẽ tới đại la thánh địa bái kiến thành chủ toa huyến lệ nghe thấy đại la thánh địa nụ cười trên mặt liền tắt lạnh lùng như băng nói sau hôn yến hôm nay ta sẽ rời khỏi thánh cảnh trở về trích tinh thành người ở thánh cảnh cũng không thể ra ngoài được không cần phiền phức đâu nói xong nàng ta liền quay người rời đi như hữu đạo bị đối xử như vậy liền sướng sờ, không biết mình đã làm sai ở đâu. Xuyên dĩnh ở bên giật tay áo hắn, thấp giọng nói, như huynh, nói sai rồi, mau đi thôi. Như hữu đạo xoay người đi cùng gã, hiếu kỳ nói, nói sai chỗ nào. Xuyên dĩnh nhỏ giọng nhắc nhở, ta có nghe tuyết lạc nhi nói sơ sơ là quan hệ cha con họ toa không được tốt, nguyên nhân chuyện này ta không tiện nói, tóm lại toa huyễn lệ rất ít khi đến đại la thánh địa. Nếu không có chuyện gì quan trọng xưa nay nàng ta gần như không tới sau này huynh nhớ cho kỹ, trước mặt toa huyễn lễ cố gắng đừng đề cập đến đại la thánh địa, đây cũng là những gì tuyết lạc nhi dặn dò ta. Ồ, hóa ra là vậy, đã thụ giáo, ta nhớ rồi. Nhiều hữu đạo liên tục gật đầu, sau khi hai người rời khỏi nơi này thì đến hai nơi khác nhau nên đã tách nhau ra. Trước khi chia tay, xuyên dĩnh nhiệt tình nói, như huynh, sau này đừng khách sáo, nếu có cơ hội chúng ta nên thường xuyên qua lại. Được được được, được mà, như hữu đạo liên tục đồng ý, chương 1574, Hồn Yến. Sau khi mỗi người đi mỗi nơi, Ngưu Hữu Đạo trở lại nơi ở của mình thì vội vàng kiểm tra lại hai con kim xí mình mang tới. Sau đó hắn lại ra khỏi lầu các mình ở, đi tản bộ bên ngoài quan sát tình hình xung quanh một lát. Khi hắn quay lại phòng thì động tác nhanh nhẹn hơn, hắn viết một bức mật tín, cuốn lại rồi nhét vào ống trong chân kim xí. Ngưu Hữu Đạo đi đến trước cửa sổ của lầu các, Mở cửa nhìn bên ngoài một lát rồi mới đưa tay ra sau lưng chụp con kim xí thả ra ngoài cửa sổ, kim xí vỗ cánh bay đi. Nghiêu Hữu Đạo đứng trước cửa sổ đưa mắt nhìn theo, sau khi xác định kim xí bay giữa không trung về phía xa không hề bị cản lại thì mới nhẹ nhàng thở ra. Màn đêm buông xuống, băng tuyết thánh địa giống như chiếc đèn hoa đang sáng chói trong sơn cốc của Đào Nguyên thế ngoại, tiếng đàn du dương, không khí đầy vui mừng. Nghi thức đại hôn đã bắt đầu, tân khách từ khắp nơi đều đến xem lễ, nhiều Hữu Đạo cũng có mặt trong số đó. Quy mô hôn lễ cũng không phải lớn lắm nhưng rất được chăm chút, cảnh đẹp ý vui. Không nhắc tới quá trình dườm ra, phần lớn khách khứa đều không mấy hứng thú với những chuyện này, điểm được chú ý nhất là chuyện tân lang tân nương bái thiên địa, rồi bái trưởng bối. Nhiều hữu đạo đứa trong đám đông vô cùng chú ý đến vị trưởng bối kia, vị trưởng bối kia cũng được coi là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người. Một lão thái bà tóc trắng xóa, lưng hơi còng, tay cầm ngân trượng, trên người mặc bộ váy trắng tuyết, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thậm chí cả lông mày cũng có màu trắng. Bà ta chỉ khoác một chiếc áo khoác cộc thể hiện có chuyện vui, hình như chiếc áo này được chuẩn bị riêng vì hôn sự. Bà ta ngồi ngay ngắn trên cao nhận bái lạy của cặp tân lang tân nương. Như hữu đạo thi triển nhãn pháp kiểm tra có thể nhìn thấy trên người lão thái bà kia có yêu khí lượn lờ. Như hữu đạo chẳng cần suy nghĩ nhiều, chẳng cần ai nhắc đến cũng có thể đoán ra, vị kia hẳn là tuyết bà bà một trong chín đại thánh tôn. Nghe nói vị này là một con yêu tuyết, định cư ở tuyết vực chi địa. Tương truyền vùng Đại Tuyết Sơn ở bên ngoài băng tuyết các chính là nơi diễn sinh ra vị Tuyết bà bà này. Một yêu tuyết dĩ nhiên không thể có cháu gái con người, nghe nói Tuyết Lạc Nhi là do Tuyết bà bà nhặt về. Pháp thuật vị Tuyết bà bà này tu hành chỉ thích hợp với bản thân, không thích hợp lắm với con người cho nên không hề thu nhận đồ đệ, vì vậy chỉ thu nhận vài nghĩa tử vừa nghĩa nữ để bồi dưỡng và quản lý giúp vài việc dưới trướng. Sau khi các nghi thức thực hiện xong, cặp tân lang tân nương được đưa vào động phòng. Tuyết bà bà nâng ly lên ra hiệu với các vị khách khứa, nói vài câu đại loại bảo mọi người ăn no uống say xong thì rời đi, dặn dò con trai con gái chiêu đãi khách khứa. Khách khứa từ bên ngoài tới thực ra cũng không nhiều, trên cơ bản cũng chỉ có mấy người như hữu đạo và vài tùy tùng đi theo họ, những người còn lại phần lớn là người của băng tuyết thánh địa. Như hữu đạo tự biết thân phận, ngồi ở vị trí ngoài rìa nhất của các khách khứa. Cho dù người của băng tuyết thánh địa chưa chắc đã để ý tới hắn, nhưng hôm nay là ngày vui nên ai nấy có mặt cũng đều rất nhiệt tình chào hỏi hắn có điều hắn vẫn có thể cảm nhận rất rõ sự khinh thường ẩn dưới những nhiệt tình này nghiêu hữu đạo chẳng hề để ý hắn vẫn giữ gương mặt tươi cười cho dù ai đến chào hỏi hắn cũng đều gật đầu khom người đáp lời có điều hắn ngồi ở ngoài cùng cũng có cái lợi của ngồi ngoài cùng đó là không bị người ta chú ý lắm trong bữa tiệc nghiêu hữu đạo luôn thầm quan sát cặp cha con toa như lai và toa huyễn lệ sau khi hỷ yến kết thúc hầu hết khách khứa đều không còn hứng thú ở lại nơi mất tự do này nữa nên lần lượt cáo từ. Như hữu đạo trốn ở ngoài cùng không hề vội vã rời đi mà vẫn tiếp tục quan sát. Hắn chú ý thấy toa như lai hình như có tới nói gì đó với toa huyễn lệ nhưng toa huyễn lệ quay đầu bước đi, hình như là đi cáo từ bạch vô nhai người chủ trì nơi này. Toa như lai va phải bức tường thì mặt lập tức tối sầm lại. Như hữu đạo thấy vậy liền đợi toa huyễn lệ rời khỏi chỗ bạch vô nhai thì cũng lập tức bước ngay về phía đó, cảm ơn bạch Phô nhai đã khoản đãi rồi cáo từ. Bạch vô nhai đánh giá hắn một chút rồi cười khách sáo nói, đã tới đây sao không ở thêm hai ngày. Như Hữu đạo biết người ta chỉ đang khách sáo nên vội nói, để đến được một lần đã phải ba lần bảy lượt xin phép sao dám ở lâu, nên lập tức trở về vấn thiên thành thôi. Bạch vô nhai gật đầu, nên như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Chiều đãi chưa được chu toàn, mong người rộng lòng tha thứ. Như Hữu đạo liên tục chắp tay nói cảm ơn, đã rất chu đáo rồi, được đến băng tuyết thánh địa là vinh hạnh của tại hạ, có thể được nhìn thấy chân dung của băng tuyết thánh tôn thì càng vinh hạnh không thôi, có thể quen biết bạch tiên sinh lại càng là phúc của tại hạ. Bạch vô nhai cười ha ha, vấn thiên thành cũng có người của băng tuyết thánh địa, có lẽ người cũng biết, sau này có chuyện gì người có thể liên lạc với ta thông qua người ở vấn thiên thành. Nghiêu hữu đạo, vâng, tại hạ ghi nhớ lời bạch tiên sinh dặn dò. Bạch vô nhai cũng chắp tay ra hiệu, bạch mỗ còn phải tiếp khách, thứ cho không thể tiễn xa. Không dám, không dám, ngài khách khí quá, xin dừng bước, dừng bước, tại hạ cáo từ. Nghiêu hữu đạo chắp tay đi lui ra sau mấy bước rồi mới xoay người rời đi. Trong số mấy người đứng sau lưng bạch vô nhai có một người bước ra dẫn đường tiến khách. Đợi sau khi nghiêu hữu đạo rời đi, một người đứng phía sau hông bạch vô nhai bước lên trước một bước, thấp giọng nói, sư phụ dặn dò chỉ điểm hắn chẳng lẽ là vì thật sự muốn xây dựng quan hệ với nghiêu hữu đạo này sao? Bạch vô nhai, ta muốn có quan hệ với hắn thì lúc nào mà chẳng được, cần phải xây dựng gì chứ? Đệ tử nói, đệ tử hiểu rồi, sư tôn chỉ nói mấy câu khách sáo thôi. Bạch vô nhai, người cảm thấy ta đang khách sáo sao? Trái phải đều không đúng, đệ tử hơi xứng ra, dò hỏi, như hiếu đạo này có vẻ không kiêu ngạo như lời đồn, theo như người quan sát bên dưới báo lại, hắn gặp ai cũng khách sáo đáng thương, cẩn thận, không giống những lời bên ngoài vẫn đồn. Đương nhiên, có thể vì đây là thánh địa nên hắn không dám làm càn. Ngụ ý của y là, loại người này đáng để ngài làm vậy sao? chẳng lẽ không phải đang khách sáo sao đáng thương người cảm thấy lời đồn đã sai sao bạch vô nhai liếc một cái thản nhiên nói đây là đâu theo ta được biết người các phái ở lại trong thánh cảnh không chỉ mình hắn biết lạc nhi những người khác có dám tới không trong nội cảnh có bao nhiêu người biết lạc nhi dám không mời mà tới chỉ có mình hắn người cảm thấy hắn là loại người nhát gan sao đệ tử nghi hoặc nói ý của sư phụ là hắn đang giả vờ Bạch vô nhai, có phải gỉa vờ hay không ta không thể khẳng định. Có thể là tới đây rồi thì không thể không khiêm tốn đi một chút, dù sao đây cũng không phải nơi hắn nên tới. Hắn biết rõ đây không phải nơi mình nên tới vẫn chạy tới tự rước lấy nhục. Chạy tới đây còn ra vẻ đáng thương chắc chắn là có toan tính. Đệ tử im lặng gật đầu, hỏi tiếp, vậy theo ý sư tôn, hắn đang có mưu đồ gì? Đệ tử cũng không thấy hắn làm gì ở đây, cũng chẳng có hoạt động gì, hôm nay cũng đã cáo từ rời đi rồi. Bạch vô nhai, trước hôn sự có phải phu thê lạc nhi đã từng gặp hắn không? Đệ tử bừng tỉnh ngộ, hắn đang nghĩ mọi cách để nịnh bợ phu thê các chủ. Bạch vô nhai mỉm cười, ngoại trừ điều này thì còn có thể có chuyện gì nữa? Người này khá thú vị, bảo người bên vấn thiên thành chú ý nhiều một chút, có bất kỳ tình hình gì khác thường phải báo cáo ngay. Rõ, đệ tử đáp, đúng lúc này lại có khách tới nên y lập tức lùi ra. Bạch vô nhai chắp tay trò chuyện với khách vừa tới. Trường 1575, phát hiện hành cung thương tục một. Nghiêu hữu đạo cáo từ xong liền về chỗ ở của mình trước, sau khi xách lồng kim xí thì mới cùng với người dẫn đường đi tới nơi tập kết những phi cầm cỡ lớn của khách tới đây, nhận lại xí điêu xám lúc mình tới. Người dẫn đường đích thân leo lên phi cầm với hắn, cùng bay lên bầu trời. Mãi cho tới khi phi cầm rời khỏi dãy núi băng tuyết thánh địa, đích thân giám sát Nghiêu hữu đạo đã rời khỏi nơi này thì người dẫn đường mới chắc tay tạm biệt Nghiêu hữu đạo, sau đó lách mình bay từ trên phi cầm rời đi trở về băng tuyết thánh địa còn nghiêu hữu đạo thì một mình khống chế phi cầm bay về phía khu vực sông băng sau khi phi cầm bay dọc theo khe hở của sông băng một lúc thì mới gặp tần quan và kha định kiệt chui ra từ trong khe hở của sông băng cực lớn phi cầm đảo xuống rồi lại bay lên không trung chở thêm hai người rồi lại bay đi hai người nhìn thấy nghiêu hữu đạo vẫn bình yên không tổn thương gì mới nhẹ nhàng thở phào nói thật hai người khá lo lắng băng tuyết thánh địa là nơi nào trưởng lão đúng là to gan một mình mà dám bước vào mấy nơi như thế nào nếu đổi lại là hai người bọn họ thì e dù tới gần cũng chẳng dám, thật sự không biết trưởng lão chạy tới đây một chuyến là để làm gì. Có điều hai người cũng có thể hiểu, ngay cả người của phiếu miếu các mà vị trưởng lão này còn dám giết thì có gì mà không dám làm nữa chứ. Trưởng lão, để đệ, đệ tử lái, tần quan định bước đến gánh vác công việc mệt nhọc này. Như hữu đạo đang khống chế phi cầm lắc đầu, không cần, hai người các ngươi nghỉ ngơi đi. Hai người nhìn nhau, đều phát hiện hình như như hữu đạo đang suy nghĩ gì đó, kha định kiệt dò hỏi trưởng lão mùi vị rượu mừng ở băng tuyết thánh địa như thế nào nghiêu hữu đạo cũng bình thường thôi không bằng mao lưu biệt viện của ta kha định kiệt lại hỏi vẫn thuận lợi chứ không sao chứ không ai làm khó dễ chứ nghiêu hữu đạo ngày đại hỉ chỉ cần mình thành thật một chút thì sẽ chẳng ai chấp nhất ngươi trưởng lão chúng ta đang đi đâu vậy tần quan quan sát phương hướng một phút thì phát hiện đang đi sai hướng kha định kiệt vội vàng quan sát xung quanh rồi lại nhìn tin tượng cũng thấy không đúng đây không phải hướng về vấn thiên thành. Ngưu Hữu Đạo đi đâu trong lòng ta có tính toán. Ngụ ý của hắn là các ngươi đừng hỏi nhiều. Một con xích liệp điêu đáp xuống bên ngoài lầu các. Vương Tôn nhảy xuống đi đến cạnh Toa Như Lai đang dựa vào lan can, nói tiên sinh, đi thôi. Cách đối xử hoàn toàn khác với Ngưu Hữu Đạo. Tòa kỵ của Ngưu Hữu Đạo không được phép bay lung tung bên trong băng tuyết thánh địa, còn Vương Tôn thì tự đi nhận xích liệp điêu lái vào để Toa Như Lai đỡ phải đi qua đi lại. Toa Như Lai, nhà đầu kia đi rồi sao? Vương Tôn biết ông ta đang hỏi ai, liền nói, lúc đi nhận tỏa kỵ nô tài có hỏi thăm, tiểu thư đã đi rồi. Toa như lai khẽ thở dài, giờ ngay cả tuyết lạc nhi cũng đã gả đi rồi, hai chúng nó sợ là khó chơi chung giống như trước kia nữa, giờ nó chẳng có người nào để bầu bạn nữa rồi. Vương Tôn cũng không tiện nói nhiều về chuyện này nên nói tránh đi, trong yến hội thuộc hạ luôn để ý đến như hữu đạo. Toa như lai lấy lại tinh thần, chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã, người muốn nói điều gì. Vương Tôn, thuộc hạ phát hiện nghiêu hiếu đạo hình như luôn quan sát ngài và tiểu thư, thuộc hạ nghi ngờ không biết có phải hắn đã phát hiện ra gì đó không. Toa như lai like hừ lạnh một tiếng, có thể phát hiện được gì chứ? Nếu muốn nghi ngờ ta thì có đủ dấu hiệu, nghi ngờ ta chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Nghi ngờ thì đã sao chứ? Đi thôi, ông ta nói xong liền xoay người. Vương Tôn nhanh chóng vào trong chào hỏi một tiếng sau đó liền có người thu dọn một cái túi đem ra. Phi cầm vỗ cánh bay lên, ba người nhảy lên khống chế phi cầm bay về phía bầu trời đêm minh mông. Trên sườn núi băng của đỉnh núi cao nhất, dưới ánh sáng long lanh của sườn núi băng dưới ánh trăng làm cho người ta cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Trong cơn gió vù vù, tuyết bà bà lưng còng, trượng trống ở mép vách đá băng, hai mắt nhìn chằm chằm sơn cốc đèn đuốc sáng chói như cú đêm, giống như đang từ trên cao nhìn xuống khắp thiên hạ. Sau lưng bà ta là băng cung thánh điện bao trùm dưới tuyết. Bạch vô nhai bước ra từ trong băng cung đi tới bên cạnh bà ta, cung kính nói, mẫu thân, hôn yến đã kết thúc rồi, khách khứa cũng đã cáo từ hết, không còn ở lại nữa, đều đã tiến về thỏa đáng rồi. Tuyết bà bà ư ừ một tiếng, lâu lắm rồi không náo nhiệt như vậy. Bà ta nói xong lại im lặng, bạch vô nhai đứng sau lưng bà ta hình như định nói gì đó nhưng lại thôi, có vẻ có lời gì đó rất khó mở miệng. Tuyết bà bà thấy ông ta cứ chủ trừ mãi bên cạnh chưa rời đi liền chủ động hỏi, có chuyện gì sao? Cuối cùng bạch vô nhai vẫn hỏi dò, mẫu thân, người cảm thấy gả Tuyết Nhi cho Xuyên Dĩnh thật sự phù hợp sao? Tuyết bà bà cười ha ha, người vẫn còn cánh cánh trong lòng chuyện ta không gả Tuyết Nhi cho đồ đề của ngươi sao? Vô nhai, ta không thích huynh đệ tỉ muội các ngươi kéo bè kéo phái. Tham vọng của con người ấy à, đáng sợ lắm, ta đây đã từng lĩnh giáo rồi. Con người mà, có được rồi lại muốn có thêm nhiều hơn, ta không muốn tổn thương ngươi, các ngươi đều do một tay ta nuôi nấng, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi, có hiểu không? Bạch vô nhai vội nói, mẫu thân, không phải con có ý này, con chỉ cảm thấy. Cảm thấy xuyên dĩnh này có vấn đề. Tuyết ba ba, vậy ngươi có tra ra được vấn đề gì không? Bạch vô nhai, lạc nhi nhất kiến trung tình với một nam tử gặp gỡ tình cờ có phải quá trùng hợp không? Mẫu thân không cảm thấy có vấn đề sao? Tuyết ba ba, phàm là những chuyện không bình thường đều có thể có vấn đề. Bạch vô nhai cảm thấy khó hiểu, hóa ra trong lòng mẫu thân còn hiểu hơn cả những người khác, vậy sao người còn đồng ý gả lạc nhi cho xuyên dính? tuyết ba bà, bà, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào? Nhà đầu lạc nhi kia đòi sống đòi chết, không gả cũng không được, bụng cũng lớn rồi, chẳng lẽ muốn ta giết nó sao? Bạch phô nhai, ít nhất cũng phải nghĩ cách ngăn cản thử. Tuyết ba ba, trước khi chưa rõ chân tướng, cả ta và ngươi đều không thể đưa ra chứng cứ thuyết phục nó, cứng rắn ngăn cản, không phải nha đầu đó sẽ hận ta cả đời sao? Hận ta chỉ là thứ yếu, một khi nó nghĩ quẩn vì tình thật sự sẽ làm ra chuyện một xác hai mạng cho ta xem, các ngươi bảo phải làm sao? Các ngươi có cảm thấy người làm mẹ như ta quá bạc tình không? Có cảm thấy ta là yêu quái nên quả nhiên vô tình không? Bạch Phô Nhai, Mẫu thân, người nghĩ nhiều rồi, chúng ta ngăn cản cũng vì muốn tốt cho nó, nếu như thật sự có vấn đề gì đó, đến lúc ấy có hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, thực ra mọi người từ trên xuống dưới đều phản đối mối hôn sự này. Tuyết bà bà chống gậy chậm rãi xoay người, nhìn ông ta rồi nói, nếu chúng ta không thuyết phục được nó thì để sự thực thuyết phục. Ta sống lâu như vậy chỉ hiểu được một đạo lý, thời gian có thể chứng minh tất cả. Nếu đã không thể điều tra ra được vấn đề, một xuyên dĩnh cũng chẳng thể làm được trò chống gì, một xuyên dĩnh cũng chẳng dám làm bậy. Nếu thật sự có vấn đề chứng tỏ sau lưng hắn chắc chắn đã có người lên kế hoạch tỉ mỉ, cho nên chúng ta mới không tra ra được. Người lên kế hoạch muốn làm gì, dù sao cũng phải có mục đích chứ đúng không? Bà ta đưa tay phủi hoa tuyết rơi trên vai bạch vô nhai, nếu đã không điều tra được thì cứ để hắn diễn tiếp đi, không cho hắn diễn tiếp làm sao biết hắn muốn gì. Phải để hắn diễn tiếp mới có thể lộ ra đuôi cáo. Không nắm chặt được đuôi cáo thì sao biết được chân tướng, có hiểu không? Bạch vô nhai hiểu ra, khẽ gật đầu, sau đó ông ta lại trầm ngâm nói, có điều nếu làm như vậy, cuối cùng mà xảy ra vấn đề thì e là lạc nhi khó mà chấp nhận được. chương 1576, phát hiện hành cung thương tụng 2. Hai, tuyết bà bà thở dài một tiếng, chống gậy cất bước đi ngang qua vai ông ta, chậm rãi đi vào trong băng cung, cất giọng già nua và tang thương nói, khuyên rồi, nó đã rơi vào lưới tỉnh rồi, chẳng thể khuyên nổi. Chỉ mong là chúng ta đã nghĩ nhiều, nếu không thì, đường là do nó chọn, có mùi vị như thế nào nó phải tự nếm. Lúc còn nhỏ các ngươi ngoan biết chừng nào, nghe lời biết chừng nào, ít nhất khi không cho các ngươi làm gì các ngươi cũng chẳng thể nào làm được, chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe lời thôi. Lớn rồi, ai nấy đều có chủ kiến riêng của mình, ai nấy đều có thủ đoạn riêng của mình, có khuyên được ai không chứ? Có nói gì cũng vô dụng, đều không chịu nghe theo, cuối cùng lão yêu bà này lại thành ra đáng ghét, ta cũng chỉ có thể khuyên dân một chút thôi, đường nên đi như thế nào là do tự các ngươi lựa chọn vậy. Bạch vô nhai nhìn chằm chằm bóng lưng còng biến mất ở sâu trong băng cung trầm mặc không nói. Một con xí điêu màu xám bay lướt qua mặt đất, hai người từ trên xí điêu nhảy xuống, người lái xí điêu xám lại một lần nữa bay lướt lên bầu trời đêm minh mông tần quan và kha định kiệt đáp xuống mặt đất nhìn nhau không nói gì họ bị ném lại rồi vừa mới rời khỏi vùng đất băng tuyết hai người đã bị như trưởng lão vứt lại rồi mặc dù họ đã quen với chuyện này nhưng trong chuyến đi này họ đã bị vứt lại liên tục hai lần hai người không còn lời nào để nói chỉ thấy như trưởng lão hơi thần kỳ thánh cảnh rộng lớn như vậy mà như trưởng lão lại cứ một mình chạy ngược chạy xuôi thần bí rốt cuộc là định làm gì và có thể làm được gì có mệt hay không thực ra nghiêu hữu đạo cũng không muốn chạy tới chạy lui chỉ dựa vào mình hắn chạy ngược chạy ngược chạy xuôi, đã phải tốn hết tâm tư lập mưu đồ còn phải đích thân bôn ba thao túng cục diện, thực sự hắn rất mệt, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Bên cạnh hắn không đủ người đáng tin để dùng, với tình huống trước mắt, có vài việc cực khổ chỉ có thể do hắn đích thân thực hiện, không phải hắn không tin tưởng tuyệt đối người dưới mà có một vài việc không thể nào mượn tay người khác được, nếu không sẽ không thể gánh vác được hết những nguy hiểm, vừa hại người hại cả chính mình. Hơn nữa có một số việc phải do hắn đích thân ra mặt thực hiện mới dễ làm, người khác ra mặt cũng vô ích. Tam quan nhìn chấm đen biến mất trên bầu trời đêm than thở, rốt cuộc là trưởng lão đang làm gì. Kha Định Kiệt cũng thở dài, giờ coi như ta đã hiểu được, ba bản trình báo vừa tới vấn thiên thành kia mục đích là để trưởng lão có thể tự hành tẩu khắp nơi. Tần quan, há chỉ để ngài ấy thuận tiện hành tẩu khắp nơi, ba đạo trình báo đó liên tiếp nhau, rõ ràng là những bậc thang để thúc đẩy cho kế hoạch thành công. Lúc ấy ngài đã nói mỗi đạo có một lý lẽ riêng, ta còn chưa thể nào hiểu được, thời gian dần trôi giờ ta cũng đã dần lĩnh ngộ được rồi, hai đạo đầu không nói, nhưng nếu không có hai đạo đầu thì không thể nào mở miệng xin thánh tôn tự do hành tẩu khắp nơi được. Bảy phái bắt đầu rối loạn rồi, phiếu miếu các chẳng còn sức đâu mà theo sát chúng ta, trưởng lão lợi dụng thời cơ này để hành tẩu khắp nơi. Người thử nghĩ lại chuyện xảy ra ở hoang trạch tử địa đi, nó có quá nhiều điều kỳ lạ, thế mà cuối cùng ở đâu chạy ra một ngao phong làm chứng cho trưởng lão. Vị trưởng lão tử kim động này của chúng ta đúng là mưu tính sâu xa, không phải người bình thường đâu, cả hai chúng ta có thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp, ngay cả dấu hiệu ngài ấy muốn làm gì cũng rất khó nắm bắt, trả trách dưới sự nâng đỡ của ngài ấy thương chiều tông lại có thể quật khởi nhanh đến như vậy. Giờ ta đang lo, Kha Định Kiệt thấy y đột nhiên dừng lại liền hỏi, lo cái gì? Tần quan thấp giọng nói, lúc này chắc chắn ngài ấy có chuyện gì đó giấu chúng ta. Người thử nghĩ xem, ngay cả chuyện giết người của phiếu miếu các cũng không hề tị hiểm chúng ta giờ lại phải tị húy chúng ta chỉ có thể chứng tỏ chuyện bây giờ ngài ấy đang mưu tính còn nghiêm trọng hơn chuyện giết người của phiếu miếu các ta chỉ mong hắn đừng làm ra chuyện gì lớn mà chúng ta không thể gánh đỡ được mặt kha định kiệt giật giật nghe ngươi nói vậy sao ta cảm thấy lo sợ quá nhỉ tần quan nhìn quanh đi thôi trưởng lão không chịu tiết lộ gì chúng ta có nghĩ nhiều cũng vô ích cứ làm theo lời ngài ấy chúng ta đi tìm một chỗ kín đáo trốn cai đã hai người bàn bạc một chút rồi tìm một nơi ẩn nấp gần đó để khi Ngưu Hữu Đạo quay lại dễ tìm được bọn họ. Ai đấy? Tổng quản Trích Tinh Thành hướng Minh chợt hét lên một tiếng. Một nhóm người đến từ Băng Tuyết Thánh Địa đang định hộ tống tòa huyễn lệ trở về Trích Tinh Thành thì đột nhiên có một bóng đen từ không trung đâm xéo đến, sau khi hướng Minh hét lên liền nhắc nhở người dưới để cao cảnh giác. Người trên ba con phi cầm cỡ lớn lập tức độ cao cảnh giác. Sau khi bóng đen kia đến gần, mọi người liền nhìn thấy rõ mặt, đó chính là Hữu Đạo nghiêu hữu đạo đã vội vàng điều khiển phi cầm bay trạch hướng để hai bên không va thẳng vào nhau trở thành kiểu bay song hành hắn kinh ngạc thốt lên hướng tổng quản toa thành chủ sao lại là mọi người toa huyễn lệ cũng rất bất ngờ nàng ta không ngờ có thể gặp nghiêu hữu đạo giữa đường nàng ta không nghĩ gì nhiều nhưng hướng minh thì rất cảnh giác gã chất vấn sao lại cố tình tung vào chúng ta nghiêu hữu đạo vội vàng xua tay nói hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi ta chỉ đi về phía đó không ngờ lại gặp mọi người hướng minh nghiêm giọng nói vì sao ngươi lại đi dạo khắp nơi trong thánh cảnh một mình nghiêu hữu đạo hướng tổng quản hiểu lầm rồi ta nào có đi dạo khắp nơi ta thật sự có việc hướng minh có việc gì hướng ngươi đang đi không phải vấn thiên thành nghiêu hữu đạo ta không định đi vấn thiên thành mà định đi hoang trạch tử địa hướng tổng quản ông thử nhìn đi đây là hướng hoang trạch tử địa hắn đưa tay chỉ về hướng mình định đi Hướng Minh ngẫm nghĩ lại địa hình và phương hướng trong thánh cảnh thì thấy đúng là hắn muốn đi hoang trạch tử địa, gã lập tức hỏi, được, được, vì sao ngươi muốn đi hoang trạch tử địa? Như hiểu đạo, tại hạ là người hầu của yêu hồ ti, yêu hồ ti phụ trách hoang trạch tử địa. Vốn ta định trở về vấn thiên thành, người của yêu hồ ti đang tiêu diệt hang ổ ở hoang trạch tử địa đột nhiên thông báo nói hoang trạch tử địa phát hiện ra báu vật. Ta nghe tin xong lập tức đổi hướng định đi xem thử rốt cuộc như thế nào, thật không ngờ lại gặp thành chủ và mọi người bảo vật nhóm người trích tinh thành nhìn nhau đôi mắt toa huyễn lệ lóe lên dĩ nhiên cũng đang tò mò thứ gì mà lại được người của phiếu miếu các coi là bảo vật như vậy hướng minh hơi xứng ra một lát liền không kìm được hỏi bảo vật nơi đám yêu hồ kia chiếm cứ có thể có báu vật gì Như hữu đạo đáp hành cung thương tụng người của yêu hồ ti trong quá trình tiêu diệt đám yêu hồ đã phát hiện được hành cung hoàng đế khai quốc võ triều thương tụng còn sót lại trong thánh cảnh nên giờ đã gấp rút báo tin lên chắc chắn các nơi đều sắp nhận được tin tức rồi hành cung thương tụng, nhóm người của trích tinh thành đều giật mình, thậm chí có người còn kêu lên kinh ngạc. Nghiêu hiểu đạo gật đầu, đúng vậy, tin tức của yêu hồ ti nói rằng hành cung thương tụng cực kỳ huyền mỹ, giống như tiên cảnh ảo mộng. Ta nóng lòng muốn thưởng thức thử nên mới đâm nhầm vào các vị, ta không hề cố ý, mong thành chủ lượng thứ. Cực kỳ huyền mỹ, tiên cảnh ảo mộng, mắt toa huyễn lệ lóe lên, đâu chỉ có mình nàng ta, vẻ mặt của nhóm người trích tinh thành đều lộ vẻ động lòng. Toa huyễn lệ rất ít khi đến thánh cảnh, nếu bỏ qua cơ hội thưởng thức này, lần sau đi chẳng biết là ngày tháng năm nào, càng không biết khi nào mới có cơ hội thưởng thức. Hướng Minh thì kinh ngạc nói, trong thánh cảnh có hành cung thương tụng còn sót lại, sao trước đây ta chưa từng nghe nói đến chuyện này. Trường 1577, hình như đã bị bại lộ. Như hữu đạo chú ý đến phản ứng của toa huyễn lệ, cười khổ trả lời, hướng tổng quản, ngài nói vậy là làm khó ta rồi, sao ta biết được chứ? Có điều mấy chuyện này chắc phiếu miếu cắt sẽ không báo nhầm đâu, nếu không ai gánh nỗi trách nhiệm này chứ. Nói xong hắn liền ra dấu tay, ý là, nếu các người chịu tha thứ cho ta vậy ta đi trước một bước. Toa huyễn lệ ghé sát bên tai hướng minh đang bảo vệ bên cạnh mình không biết thì thầm chuyện gì. Thực ra cũng không có gì, nàng ta cũng chỉ muốn đi xem thử hành cung thương tụng mà thôi. Khắp thiên hạ có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến thương tụng, trong mắt người đời, thương tụng là một nhân vật giống như thần, có cơ hội chiêm ngưỡng thần tích mang một sức hấp dẫn khiến nàng ta khó lòng kháng cự không cần phải nói nàng ta có ai có thể không có chút lòng hiếu kỳ nào chứ bản thân hướng minh cũng muốn đi xem thử giờ lại thật sự có cơ hội mở mang kiến thức nếu để bỏ lỡ thời cơ hôm nay thì chỉ sợ mãi mãi khó tìm được lần khác họ có suy nghĩ này không phải là không có căn cứ có một vấn đề không thể đoán trước được đó là vấn đề tình trạng của hành cung thương tụng hiện nay và hành cung này thuộc về ai nó sẽ là của chung hay như thế nào trước khi vấn đề này chưa được giải quyết giữa chư thánh chị e sẽ không để các thế lực khác tự tiện ra vào hành cung thương tụng trước đó toa huyễn lệ muốn trở về trích tinh thành hướng minh không tiện nói gì nhiều nếu giờ toa huyễn lệ lập tức từ bỏ ý định trở về trích tinh thành muốn đi xem hành cung thương tụng thì dĩ nhiên gã cũng không có ý kiến gì hướng minh khẽ gật đầu quát lên với nhiều hữu đạo dẫn đường dẫn đường nghiêu hữu đạo ngạc nhiên giống như chưa hiểu ra dẫn đường cái gì hướng minh không phải người biết hành cung thương tụng vừa được phát hiện nằm ở đâu sao Nghiêu hiểu đạo lập tức hiểu ra, vị trí cụ thể thì không biết, nhưng ta là người của yêu hồ ti, có thể đến hoang trạch tử địa tìm người của yêu hồ ti dẫn đường, sao vậy, mọi người cũng muốn đi sao? Hướng Minh hỏi lại, phiếu miếu các quy định chúng ta không được đi sao? Nghiêu hiểu đạo, chuyện này thì không có, chỉ vừa mới phát hiện, chắc có vài nơi vẫn chưa nhận được tin tức, tình hình hành cung vẫn chưa được khám định sao có thể đặt ra quy định được. Hướng Minh, vậy ngươi còn nhiều lời cái gì? Dẫn đường, vâng vâng vâng. Nghiêu hữu đạo vội vàng đồng ý, đi xuyên qua nhóm người rồi điều chỉnh lại phương hướng. Nhóm người hướng minh cũng đổi hướng bay theo đằng sau nghiêu hữu đạo. Cả nhóm người có thể có được cơ hội thưởng thức hành cung thương tụng trong truyền thuyết nên trong lòng ai nấy đều khá hưng phấn, không có ai nghi ngờ lời nói của nghiêu hữu đạo là thật hay giả. Đường dài răng rặc, khi sắc trời dần sáng, cuối cùng đoàn người cũng tiến vào vùng đất đứng giữa bầu trời nhìn xuống giống như một đầm lầy minh mông vô bờ. Sau khi đoàn người tiến vào khu vực này thì phía trước đầm lầy xuất hiện một ngọn núi tương đối cao. Nghiêu hữu đạo chỉ ngọn núi kia, nói lớn tiếng với hướng minh, hướng tổng quản, yêu hồ ti đang chấp hành hành động quét sạch hoang trạch tử địa, trên ngọn núi kia là người của yêu hồ ti, ta đi tìm người dẫn đường. Hướng minh gật đầu, nghiêu hữu đạo lao xuống, khống chế phi cầm bay nhanh xuống dưới, đám người hướng minh cũng lao xuống theo để xem rốt cuộc là như thế nào. Lúc nghiêu hữu đạo lướt qua đỉnh núi liền hét dài một tiếng, trong vách núi liền có một nhân viên mặc đồ phiếu miếu các bước ra. Nưu Hữu Đạo lập tức điều khiển phi cầm đi xuyên qua vách núi, người kia thả mình nhảy xuống đáp ngay bên cạnh Nưu Hữu Đạo. Người này không phải ai khác, chính là trưởng lão quỷ đầu đao của tộc Yêu Hồ. Tình hình lần này rất đặc biệt, toàn là sắp xếp bất chợt, vị trí của từng điểm cụ thể như thế nào lúc đầu trong lòng Nưu Hữu Đạo cũng không biết rõ, sau khi hắn bất ngờ truyền tin cho hồ tộc thì tự hồ tộc tìm kiếm sắp xếp địa điểm nên động tay động chân ở nơi nào trong hoang trạch tử địa hẳn hồ tộc nắm rõ hơn ai hết việc này như hữu đạo giao cho hồ tộc chuẩn bị hắn chỉ giao cho hồ tộc chuẩn bị người tiếp ứng ngoài ra còn đưa ra vài yêu cầu chẳng hạn nơi động tay động chân phải xa phạm vi hoạt động của yêu hồ ti hiện nay ở hoang trạch tử địa phải bảo người yêu tộc có thể hóa hình mặc đồ của phiếu miếu các giả dạng làm người của yêu hồ ti trang phục của phiếu miếu các thì không thành vấn đề hồ tộc giao thủ với yêu hồ ti ở hoang trạch tử địa nhiều năm mấy món quần áo của phiếu miếu các thì vẫn có đều là quần áo thật của người yêu hồ ti hai người vừa chạm mặt nhau trưởng lão quỷ đao đầu chỉ về một phía phi cầm lại một lần nữa bay lên trời đám hướng mình thấy quả nhiên có người của phiếu miếu các tiếp ứng thì không nghi ngờ gì nữa cũng một lần nữa bay theo lên cao như hữu đạo không sợ người của trích tinh thành nhận ra trưởng lão quỷ đầu đao mà chỉ có lo lắng khác hắn thấp giọng hỏi đừng để bọn họ nhận ra thân phận hồ tộc của ông trưởng lão quỷ đầu đao người yên tâm hồ tộc ta với những yêu tu mà các ngươi gọi kia không giống nhau, chúng ta có thể thu liếm khí tức, bọn hắn không thể nhận ra đâu. Nghiêu hiểu đạo khẽ gật đầu, chuyện này cũng đúng, thu liếm khí tức là thiên phú của hồ tộc, cũng chính là một nguyên nhân lớn khiến hồ tộc có thể đặt chân được ở hoang trạch tử địa mà các tộc khác không thể nào truy lùng được tung tích. Nhóm người bay trên bầu trời hoang trạch tử địa khoảng chưa đến nửa canh giờ, trưởng lão quỷ đầu đau chỉ tay về phía một rừng núi giống như hòn đảo nhỏ trong đầm lầy bên dưới, Nghiêu Hữu Đạo lập tức điều khiển xí điêu xám lao xuống dưới. Mấy con phi cầm lần lượt đáp xuống, sau khi đám người nhảy xuống thì thấy ở đây đã có một đám người của phiếu miếu các đóng giữ. Khóe môi Nghiêu Hữu Đạo giật giật phát hiện Hắc Vân cũng có trong số đó, nhưng đã thay sang quần áo của phiếu miếu các, tóc cũng được cắt tỉa lại nên làm người ta cảm thấy không được quen mắt cho lắm. Nghiêu Hữu Đạo đi đến, hỏi ngay trước mặt mọi người, Hắc Huynh, sao chỉ có mấy người các huynh vậy? Hắc Vân nói, chúng ta ở ngoài thủ hộ, chu chấp sự dẫn những người khác vào trong hành cung rồi. Nghiêu hiểu đạo, hành cung đâu, sao không thấy? Hắc Vân đưa tay chỉ vào mặt nước vuông vức gần đó, ở ngay dưới đáy đầm lầy kia. Nghiêu hiểu đạo kinh ngạc, dưới đáy đầm lầy có thể có hành cung. Hắc Vân, hành cung ở vị trí dưới mặt nước không sâu, phần đỉnh cách mặt nước khoảng chừng 10 trượng. Hành cung có đại trận phòng hộ, nước đầm lầy rất khó chảy vào. Hướng Minh ở bên lắng nghe chợt sen vào, nếu có đại trận phòng hộ sao các người có thể vào đại trận thương tụng có thể bị các ngươi phá giải dễ dàng vậy sao hắc vân lạnh nhạt trả lời tuy hành cung có đại trận phòng hộ nhưng cửa vào đã được mở hướng minh sao các ngươi phát hiện được hắc vân lúc truy sát yêu hồ đến đây thì phát hiện được xông vào hành cung chúng ta mới biết hành cung này đã bị yêu hồ chiếm cứ trở thành hang ổ của yêu hồ chúng ta phải chết khá nhiều huynh đệ mới giành được chúng ta đã báo lên phiếu miếu các chắc chắn không lâu sau sẽ có rất nhiều người đến đây nghiêu hữu đạo cười ha ha hàng ổ yêu hồ bị các huynh phát hiện lại chính là hành cung thương tụng, đây là công lớn đấy. Hắc huynh, rốt cuộc hành cung thương tụng có hình dáng như thế nào, có thể dẫn chúng ta đi mở rộng tầm mắt không? Hắc vân quay đầu nhìn nhóm toa huyễn lệ, trần trừ nói, dẫn người đi xem dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng bọn họ là người ngoài, không được chu chấp sự cho phép, ta không dám quyết định. Nghiêu hiểu đạo thở dài, cũng đâu phải người ngoài, vị này là nữ nhi của toa trưởng lệnh phiếu miếu các tiền nhiệm, nàng ấy đi ngang qua tiện thể muốn xem thử chứ có làm gì đâu. Hướng Minh cũng nói, chúng ta chỉ xem xong rồi đi, sẽ không can dự vào đâu. Chương 1578, thắng làm vua, thua làm giặc một. Hắc Vân Do Dự nói, "Như huynh, hay huynh vào trước xin phép Chu chấp sự rồi tính sau, được không?" "Không cần xin chỉ thị, Chu chấp sự trách tội một mình ta gánh chịu, không liên quan gì đến các huynh." Như Hữu đạo cam đoan như vậy mà vẫn thấy y do dự liền vỗ vai y đẩy nhẹ một cái, không sao đâu, bên trên chưa có quy định gì mà, cứ dẫn đường đi. Hắc Vân thở dài, như huynh, cái này là huynh nói đấy, chu chấp sự có trách tội thì đừng đẩy chuyện của huynh lên người ta. Không sao đâu, đi thôi, như hữu đạo đưa tay mời, lúc này Hắc Vân cất bước đi đến cạnh đầm lầy, hướng minh quay đầu lại dặn dò, để lại ba người canh chừng. Ba người phải lưu lại hơi bất đắc dĩ, họ không ngờ hành cung thương tụng lại ở dưới lòng đất khó khăn lắm mới đến được một chuyến vậy mà cũng không thể nhìn thấy. Bọn họ cũng không biết sau này yêu hồ ti có để bọn họ xuống mở mang kiến thức không, nhưng cũng không tiện nói gì mà chỉ có thể tuân lệnh. Hắc Vân cũng chỉ dẫn theo hai người, những người khác vẫn ở lại. Lúc cả nhóm rời khỏi bờ bay đến đầm lầy, hướng minh đưa tay giữ cánh tay toa huyễn lệ. Nhưng sau khi bay chưa được bao lâu, hướng minh liền cảm thấy có gì không đúng. Mặc dù gã không nghi ngờ có gì dối trá nhưng vì nhiệm vụ bảo vệ bên cạnh toa huyến lệ nên gã cực kỳ cảnh giác, luôn chú ý quan sát xung quanh. Gã đột nhiên phát hiện lúc đám hắc phân bay lượn trên người không hề thể hiện ra bất kỳ khí thức gì, điều này rất không bình thường, chẳng hạn dưới pháp nhãn của gã có thể thấy Ngưu hữu đạo đang thi pháp phi hành. Đặc biệt là ở đây lên khiến gã càng liên tưởng đến thứ gì đó. Dừng lại, hướng minh đột nhiên hét lên, đám người đang bay lượn lần lượt dừng lại, nhóm Ngưu hữu đạo phía trước quay đầu lại nhìn. Hướng tổng quản, sao vậy? Như hữu đạo hỏi. Toa huyến lệ bị pháp lực bao bọc đâng lơ lửng trên mặt nước đầm lây cũng hơi kinh ngạc nhìn về phía hướng minh, nghi ngờ nói, hướng bá. Hướng minh một tay giữ tay nàng tay, một tay chỉ hắc vân, các ngươi là ai? Gã vừa thốt ra lời này, mấy người tùy hành cùng gã liền lách mình bao vây nhóm nghiêu hữu đạo đề phòng. Hắc vân và nghiêu hữu đạo nhìn nhau, hắc vân thấp giọng nói, hình như lộ rồi. Trong lòng đối phương đã có nghi ngờ thì chuyện này không thể diễn tiếp được nữa, nghiêu hiếu đạo nhún vai trông cũng rất bất đắc dĩ hỏi ngược lại không sao chứ ta đã nói với huynh rồi chuyện này nhất định không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót gì hắc vân đã chuẩn bị xong rồi những người này đừng mơ rời được khỏi đây hướng minh thấy hai người đứng đó thì thầm liền nghi ngờ hét lên nghiêu hiếu đạo người muốn gì nghiêu hiếu đạo không để ý đến gã chỉ nói với hắc vân nhớ kỹ không được để bất kỳ ai chạy mất trông cậy vào huynh đấy hắc vân gật đầu chân đột nhiên đạp mạnh nước bùn ngửa đầu thét dài ô ô. Hai trưởng lão hồ tộc tùy hành cũng làm giống như vậy. Mặt đầm lầy xung quanh đột nhiên nổ tung hoa bùn không thể nào đếm hết, từng yêu hồ từ dưới mặt đất bật lên, mặt đất đồng thời cuộn trào, những xúc tu lít nhút tuôn ra, đám yêu hồ nhân cơ hội leo lên, điều khiển những xúc tu giống như cánh hoa cúc khép lại. Dưới kinh biến như vậy, toa huyễn lệ sợ đến mức mặt không có chút máu, hướng minh giật mình chụp lấy cánh tay toa huyễn lệ bay lên cao hướng về phía bầu trời đang dần khép nhỏ lại, gầm thét không được dây dưa, bảo hộ thành chủ, mở đường. Đám hộ vệ tùy hành liền lần lượt bắn về phía không trung. Vô số yêu hồ bắn về phía những xúc tu đáng sợ đang lắc lư kia, leo lên trên, chiếc đuôi lắc lư gào to, trên người lấp lóe ánh sáng, rót yêu lực vào hủ thi đằng, rất nhiều yêu hồ đều rót yêu lực của bản thân vào gia cố hủ thi đằng. Hắc Vân ngẩng đầu nhìn ngớ xúc tu rối tung đang cản bước đám hướng minh phá vòng vây, bên trong đã rơi vào bóng tối, y nói với Nghiêu Hữu Đạo, đi thôi đối mặt với đám xúc tu đang cuốn tới hắc Vân lao đi đưa một tay ra nhấn cộng thêm chút hiệu lực thúc đẩy đè ép đám xúc tu mở ra một lối đi chính giữa để cho họ đi qua xong liền khép ngay lại nghiêu hữu đạo hướng minh bị vây trong đám xúc tu đau đớn gầm lên có nằm mơ gã cũng không thể ngờ nghiêu hữu đạo lại đi cấu kết với yêu hồ rơi vào cạm bẫy dây leo xác thối mà bầy đàn yêu hồ điều khiển vốn đã rất khó thoát thân mà hắn vẫn cứ khăng khăng muốn dẫn theo toa huyễn lệ một người không có bất kỳ tu vi pháp lực nào còn muốn liều mạng bảo vệ toa huyễn lệ lúc này toa huyễn lệ trở thành gánh nặng cực lớn ba người của trích tinh thành ở lại canh giữ bên trong sơn lâm nhìn thấy một màn ở xa này cũng có chút không kịp phản ứng là đang xảy ra chuyện gò chỉ cho rằng là bị yêu hồ tập kích bất ngờ đang muốn chạy tới cứu viện còn có người quát lên với trưởng lão hồ tộc người giả mạo ti yêu hồ đứng chung ở một bên toa thành chủ xảy ra chuyện rồi các ngươi cũng đừng mong yên ổn còn không mau đi hỗ trợ vài tên ti yêu hồ thờ ơ nhìn bọn họ từng tên một hoặc mặt không biểu cảm hoặc mặt lộ vẻ cười khẩy trong sơn lâm ngược lại lại có động tĩnh hát đột nhiên xuất hiện một đám yêu hồ sông tới xông về phía mấy con phi cầm cỡ lớn phi cầm cỡ lớn cả kinh vỗ cánh bay lên lại bị lượng lớn yêu hồ chạy nhanh nhảy vọt lên cây sông tới tấn công có con bị tấn công rơi xuống đất ở ngay tại chỗ có con đem theo một đám yêu hồ bay lên không trung yêu hồ bò lên người phi cầm cắn xé hung mãnh thậm chí là trực tiếp cầu xé máu thịt chui vào trong người phi cầm cuối cùng từng con từng con phi cầm rơi xuống. Chỉ có một con đại bàn cánh xám duy nhất thoát được một kiếp, con tòa kỵ đó của Ngưu Hữu Đạo thuận lợi bay lên trời, không có con yêu hồ nào gây rối loạn, bay lên tới không trung kêu lên sợ hãi lượn vòng. Phi cầm chờ người cỡ lớn có giá trị không nhỏ, tác dụng cực lớn bị giết chết quả thực đáng tiếc. Nhưng lần hành động này, Ngưu Hữu Đạo đã nói rõ với hồ tộc cần phải không tiếc cái giá phải trả, tuyệt đối không thể để tên nào chạy thoát. Vì để làm được không để tên nào chạy thoát, vì để không để lộ tin tức, bên này vừa đông thủ đương nhiên trước tiên phải giải quyết hết tỏa kỵ của mục tiêu, không để mục tiêu có cơ hội bay lên chạy trốn, bằng không muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Trích tinh thành để lại ba người trông giữ người kinh ngạc với một màn ở trước mắt, cũng phát hiện không đúng, mấy tên ti yêu hồ này không những không giúp đỡ, người lại lấy vũ khí ra sông đến bên phía bọn họ. Ba người vội vàng chạy trốn, ở hoang trạch tử địa vội vàng tốn, trưởng lão hồ tộc một đường truy sát. Phương hướng ba người chạy trốn không người có yêu hồ điều khiển dây leo xác thối xông ra chặn đường, phối hợp với trưởng lão hồ tộc truy sát. Như hữu đạo ra ngoài mắt thấy trong đầm lầy không ngừng nổ ra xúc tu to lớn bay lên trời, ít nhiều có chút lo lắng có thể ngăn cản không? Sẽ không có chuyện gì chứ? Hắc vân đi cùng ở bên cạnh nói, người yên tâm, sở dĩ đem đầm lầy thiết lập ở nơi này cũng là vì ở dưới dãy đất này là nơi dây leo xác thối sinh trưởng dày đặc nhất, ta đã điều động lượng lớn người hồ tộc tập trung ở nơi này, bọn họ chạy không thoát đâu như hiếu đạo cẩn thận chạy được thuyền đến vạn năm chuyện này tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ suất này vẫn là đi xem xem đi hắn đưa tay lắc chỉ linh triệu hoán phi cầm ở không trung xuống ai ngờ đến phi cầm đó sợ hãi tình cảnh kinh khủng ở bên dưới cuối cùng không dám hạ xuống hắn chỉ đành quay đầu dặn dò nói những người khác không để lại con đường sống về phần toa huyễn lệ và hướng minh phải bắt sống thực sự không được ít nhất phải bảo vệ toa huyễn lệ an toàn tuyệt đối không được làm nàng ta bị thương, bằng không chuyến đi này phí công vô ích. Ở một mức độ nào đó, tòa huyến lệ vẫn phải gọi lão tộc trưởng một tiếng bà ngoại, người nói xem có phải không. chương 1579, thắng làm vua, thua làm giặc hai. Lung tung cái gì vậy? Hắc Vân liếc mặt, không chút quan hệ máu ngủ nào, hồ tộc y mới không cần có đứa cháu ngoại này. Về phần an toàn của tòa huyến lệ, Nhiều Hiếu Đạo đã sớm nói rõ qua với y, mục đích lần này cũng chính là vì muốn buộc toa huyến lệ Tuyệt đối không phải là giết qua huyễn lệ, mà hắn cũng dặn dò qua bên dưới, chỉ có điều lúc này vẫn là dặn dò lần nữa với vị trưởng lão bên cạnh. Đợi sau khi Hắc Vân thực thi, Như Hiếu đạo lách mình đi, Hắc Vân cũng bay vút đuổi theo. Sau khi rời khỏi khu vực kinh khủng, đại bàng cánh xám nhận được triệu hoán mới dám hạ độ cao bay xuống, Như Hữu đạo và Hắc Vân sau khi lên phi cầm bay lên không, trực tiếp đuổi theo phương hướng của ba kẻ chạy trốn. Đợi bọn hắn đuổi kịp, phát hiện ba kẻ chạy trốn đã bị dây leo xác thối nhốt lại đồng thời bị dây leo xác thối kéo vào nơi sâu dưới đất khi ba kẻ chạy trốn lộ mặt lần nữa đã là thi thể máu me nhảy nhụa được đưa từ dưới đất lên mặt đất ghi nhận đã giải quyết tai họa ngầm nhiều hiếu đạo điều khiển phi cầm quay trở về về phần ba cỗ thi thể mặc cho hồ tộc xử lý bị một đám yêu hồ sông lên phân chia mà ăn một màn gặm xác chết nhiều hiếu đạo không có hứng thú hắn cũng không có khẩu vị nặng đến vậy rời đi đợi đám người quay về nơi động thủ trước tiên hiện trường đã nhìn không thấy bất kỳ động tĩnh đấu đá nào yêu hồ thành đàn cũng biến mất, mục tiêu bị nhốt hiển nhiên cũng bị kéo xuống dưới đất. Chờ một lúc, khoảng đất đầm lầy cùi cuộn, trưởng lão hồ tộc hiện thân rồi, cũng nhau nổi lên trên mặt đất, có thi thể, cũng có người sống, tòa huyễn lệ bị người ôm ngang trong khuỷu tay. Như hữu đạo và hắc vân cùng nhau từ trên phi cầm tung người rơi xuống. Người sống là tổng quản trích tinh thành hướng minh, vô cùng chật vật, bị người áp giải, đang ở đó dẫy ruộng hô hoán, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư. Dưới sự hô hoán không ngừng, Toa huyến lệ không có bất kỳ động tĩnh nào, hướng minh ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn đầy mặt tiên sinh, phu nhân đối với lão lão phu ân trọng như núi, là lão phu vô năng, không thể bảo vệ tốt cho tiểu thư, lão phu tội đáng muôn chết. Tiên sinh mà lão ta gọi đương nhiên là toa như lai, về phần phu nhân không phải chỉ là phương phi, mà là chỉ vợ cả của toa như lai, cũng chính là mẹ thân sinh của toa huyến lệ. Thấy toa huyến lệ giống như chết, như hiếu đạo cao mày, nhìn toa huyến lệ trong khuỷu tay hất cằm, trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Hắc Vân cũng trầm giọng nói, không phải bảo các ngươi bắt sống không làm hại nàng ta sao? Trưởng lão ôm toa huyễn lệ cười khổ nói, tộc trưởng, nàng ta không sao, chỉ là bị dọa ngất mà thôi, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tỉnh lại. Nhưng đầu ra hiệu hướng minh một chút, ngược lại lão già này liều chết chiến đấu không khuất phục, thiếu chút nữa chỉ có thể giết chế. May là lão ta đối với cô gái này trung thành tuyệt đối, sau khi người phụ nữ này rơi vào trong tay chúng ta, dưới sự uy hiếp mới khiến lão ta từ bỏ chống đối như vậy mới có thể bắt sống lão ta nghe nói không sao như hiếu đạo cũng tiến lên đích thân kiểm tra tình hình của toa viễn lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc này hướng minh cũng chú ý đến hắn lớn tiếng giận dữ hét như hiếu đạo gan chó của ngươi thật lớn lại dám kết cấu với yêu hồ nhất tộc không sợ cơn giận dữ của thánh tôn hay sao lão ta đến bây giờ khó có thể tin như hiếu đạo làm sao có thể kết cấu ở chung một chỗ với hồ tộc thánh cảnh biết bao nhiêu lần phái người đánh vào nội bộ hồ tộc đều thất bại cũng chính bởi vì như vậy hồ tộc căn bản sẽ không dễ dàng tin tưởng ngoại tộc nhưu hữu đạo đột nhiên quay đầu bỗng âm vang đanh thép nói thắng làm vua thua làm giặc hướng minh rốt cuộc bị khí thế này của hắn bị lời nói này của hắn chặn ngưng nghẹn thở một lúc lúc sau lại gào lên giận dữ người dám động đến tiểu thư toa tiên sinh sẽ không bỏ qua cho ngươi nhưu hữu đạo bỗng cười hướng tổng quản người yên tâm chỉ cần toa tiên sinh nguyện ý cứu con gái mình ta tuyệt đối không làm thương đến một ngón tay của toa thành chủ, chỉ cần hắn nguyện ý cứu các ngươi, ta nhất định trả cho toa như lai hai người toàn vẹn. Toa như lai không muốn cứu các ngươi, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Hướng minh ngẩn ra, ý thức được, bên này sở dĩ bắt người sống, có lẽ là muốn dùng để uy hiếp toa như lai, lập tức quát như hữu đạo, người muốn làm cái gì. Ta muốn làm gì không phải điều ngươi cần quan tâm, cũng không đến phiên ngươi quan tâm. Như hữu đạo bỏ lại một câu, nhấc tay ra hiệu bảo lão ta im miệng hắn đã không còn là nghiêu hữu đạo năm đó mới đến trích tinh thành. Trưởng lão hồ tộc áp giải hướng minh nhấc tay bóp gáy hướng minh một cái, hướng minh mắt trợn trắng lên, lập tức rơi vào hôn mê. Nghiêu hữu đạo quay đầu nói, đem người xuống dưới trông coi kỹ, không được xảy ra chuyện, quay về đưa đến nơi mà ta đã chỉ định. Hắc Vân gật đầu, nhấc tay ra hiệu, trưởng lão hồ tộc lại dẫn đám người chìm vào trong đầm lầy. Hiện trường cũng chỉ còn lại Hắc Vân và Nghiêu hữu đạo, tất cả vết tích đánh nhau đều bị đầm lầy trào về che giấu phóng tầm mắt nhìn bốn phía hắc vân ha ha nói trước đó ta còn lo lắng ngươi làm sao có thể dẫn dụ bọn họ đến điểm mai phục dự định không ngờ đến ngươi lại bịa ra hành cung của sư phụ ngươi ngươi không sợ bọn họ không đến sao ngụ ý là nếu đối phương không mắc bẫy này lời nói đó một khi nói ra khỏi miệng ngay cả đường để thu hồi cũng không có một khi truyền ra ngoài như hữu đạo ngươi liền gặp rắc rối lớn như hữu đạo thở dài nói cho nên mới phải tạo ra lý do đủ sức hấp dẫn mới có thể dụ dỗ bọn họ đến Tính toán không bằng biến hóa, đây cũng là không còn cách nào khác, ta thăm dò tin tức, biết được ngay buổi tối sau khi nàng ta kết thúc hôn lễ liền rời khỏi, một chút thời gian chuẩn bị cho chúng ta cũng không có, dựa vào cước lực của các ngươi, lại không có tòa kỵ phi cầm, căn bản không có thời gian đuổi tới địa điểm mai phụ dự định, một khi bỏ lỡ, muốn ra tay lần nữa liền trở nên khó khăn. Thêm vào đó ra tay ở hoang trạch tử địa các ngươi nắm chắc thành công lớn hơn, ta chỉ có thể nắm thời cơ ứng biến, quyết định thật nhanh, cũng là dưới dự bất đắc dĩ mới đi nước cờ hiểm. Hắc Vân lắc đầu, bộ dạng có chút cảm khái, bước kế tiếp, người dự định làm gì? Người ở trên tay chúng ta, vậy độc thủ phía sau màn có phải là toa như lai like hay không thử một lần liền biết, nếu như là ông ta. Nếu đã mời không được, ta chỉ đành ép ông ta ra gặp một lần. Như Hữu đạo chậm chậm nói ra kế hoạch, sau đó quay đầu nói, thời gian của ta không đủ dùng, không nên ở đây quá lâu, đi trước, chuyện còn lại làm phiền tộc trưởng sắp xếp ổn thỏa. Hắc Vân gật đầu, người yên tâm, chuyện lớn như vậy cũng làm xong rồi, chuyện nhỏ còn lại sẽ không có vấn đề. Như Hiếu Đạo cũng không khách khí, chỉ Linh gọi đại bàng cánh sám bay lượn trong không trung đến, lách mình lên một cái, hạ xuống lưng nó nhanh chóng biến mất nơi bầu trời xa xôi. Hắn vội vội vàng vàng đi đến nơi gặp mặt với Tần Quan và Kha Định Kiệt, sau khi tìm được hai người lại nhanh chóng trở về Vấn Thiên Thành. Đợi hắn chạy về Vấn Thiên Thành đã là hai ngày sau, sau khi bàn giao hơi chút công việc với Vấn Thiên Thành, Ngưu Hữu Đạo quay trở về điểm dừng chân của mình. Vừa quay trở về, lập tức chui vào thư phòng của mình, viết một bức thư, dán kín vào trong một cây ngân châm mà bản thân tự mình điêu khắc, trực tiếp phong kín. Sau đó liên lạc với Khúc Linh Côn, khi cây bạc giao cho Khúc Linh Côn, cố ý dặn dò nói, thư giao cho người phía sau ngươi, cần phải nói rõ ràng, chỉ có người thật sự có thể làm chủ mới có thể xem. Ngoài ra xin khuyên Khúc Huynh một câu, ngàn vạn lần đừng tự ý bỏ niêm phong kiểm tra, nếu như ngươi xem nội dung trên thư, thậm chí là phong ấn có bất cứ dị thường gì, ta đều dám đảm bảo, mạng nhỏ của ngươi nhất định không giữ nổi. chương 1580, lệnh ái trên tay ta một Ta không giết ngươi, người phía sau ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, mong rằng ghi nhớ. Khúc Linh Côn nghi ngờ không thôi, sau khi nhận lấy đồ vật lắc đầu, đồ vật ta sẽ nhanh chóng nộp lên. Xảy ra chuyện gì, vẫn không có tin tức sao. Đại La Thánh Địa, trong một tòa lầu các toa như lai ngồi ngay ngắn vừa thấy Vương Tôn đi vào, lập tức đứng dậy hỏi. Vương Tôn lắc đầu, bên phía lối ra thánh cảnh báo, cho đến nay, vẫn chưa thấy qua nhóm tiểu thư rời đi. Toa như lai chắp tay đi tới đi lui, tỏ ra hơi lo lắng, làm sao có thể như thế, theo lý mà nói đã rời khỏi thánh cảnh từ sớm mới phải, coi như có bất chắc mà dừng lại, hướng minh sẽ không để ta ở nơi này lo lắng, nên báo lên kịp thời mới đúng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vương Tôn An ủi nói, tiên sinh đừng lo lắng, trước mắt mà nói, sẽ không có ai động vào tiểu thư, bởi vì động và tiểu thư không có ý nghĩa gì nhiều lắm là chọc giận tiên sinh không phát huy được tác dụng gì tiên sinh bình tĩnh đừng nóng ta đây lại đi hỏi thăm một chút tất cả các nơi nàng ta có thể đi đều hỏi thử đi đi toa như lai phất tay áo có thể nói tâm trạng không yên ông ta mơ hồ nhận thấy được có thể là xảy ra chuyện rồi vương tôn chắp tay cáo lui sau khi một thân một mình toa như lai ở trong tòa các quanh quẩn một chỗ cũng đang suy xét lời nói của vương tôn nghĩ đi nghĩ lại trong thánh cảnh trước mắt quả thật không ai cần phải động đến con gái của ông ta nếu như phải nói có người muốn động người duy nhất có khả năng ngược lại là nội bộ đại la thánh địa những phe khác động đến con gái ông ta quả thật hoàn toàn không có ý nghĩa trước khi chưa có được tin tức xác thực và manh mối hữu dụng tất cả đều là suy đoán cũng chính bởi vì không có manh mối khiến trong lòng ông ta vô cùng lo lắng ông ta đã không còn lòng dạ nào quan tâm những chuyện khác vẫn luôn ở nơi này suy nghĩ chuyện này vào lúc gần trạng vạng vương tôn lại đến Toa như lai trong lúc suy tư kinh động ngẩng đầu liền hỏi, có tin tức chưa? Vương Tôn lắc đầu, tỏ ý vẫn chưa có tin tức, chỉ có điều sau khi nhìn xung quanh, đi đến gần trước mặt đối phương, trong tay lấy ra một cây ngân châm đưa cho, thư nghiêu hữu đạo cho người truyền đến. Thư, Toa như lai bất ngờ, liếc nhìn cây ngân châm trong tay. Vương Tôn, thư ở trong cây ngân châm, lần này hắn rất là kỳ lạ, trước đây chỉ cho người truyền lời thay, nhưng lần này lại viết thư, cũng chỉ rõ là phải giao cho người thật sự có thể làm chủ, là thư cho người. Thư ở bên trong ngân châm, toa như lai hơi giật mình, thì pháp xuyên vào trong ngân châm kiểm tra, quả nhiên phát hiện bên trong trống rỗng có đồ, chợt thi pháp phá vỡ, lấy cuộn giấy bên trong ra mở ra, chỉ thấy bên trên quả thật có chữ viết, liền xem kỹ nội dung. Nhưng mà không xem thì thôi, vừa xem mặt mày đều dựng cả lên, trong ánh mắt rõ ràng toát lên lửa giận, vẻ mặt phẫn nộ, hai tay càng giận đến run rẩy. Vương Tôn đứng ngoài quan sát giật mình không nhỏ, rất hiếm khi thấy vị này thất thố đến như vậy dò hỏi tiên sinh, thế nào rồi? Toa như lai thuận tay vung một cái đưa thư cho ông ta xem. Vương Tôn nhanh chóng nhận được kiểm tra, chỉ thấy bên trên chỉ có lác đác vài chữ tạo thành một câu, lệnh ái trên tay ta. Nội dung ngắn gọn, ý tứ rõ ràng, gọn gàng lưu loát, người nên biết đương nhiên là hiểu lời nói này có ý gì. Đối với hai người đang tìm kiếm tung tích của Toa Lệ Hoan mà nói, sao có thể không biết? Này, Vương Tôn hết sức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Toa Như Lai, này làm sao có thể? hai người thật sự là nằm mơ cũng không ngờ đến như hữu đạo vậy mà lại có thể ở thánh cảnh bắt toa lệ hoan toa như lai tức giận đến thất thố hô hấp dồn dập ánh mắt như muốn ăn thịt người nhưng cuối cùng vẫn là phải đối mặt với hiện thực sau khi dần dần tỉnh táo lại cắn răng hỏi hắn đã rõ ràng người ở trên tay hắn còn có gì mà không thể chứ vương tôn bên cạnh tiểu thư có không ít cao thủ bảo vệ muốn bắt được tiểu thư mà lặng yên không một tiếng động dựa vào một mình hắn rất không có khả năng trừ phi có một nhóm người trợ giúp người như thế nào có thể ở trong thánh cảnh giúp hắn làm chuyện này toa như lai nổi giận người hỏi ta ta hỏi ai vương tôn vội nói tiên sinh bình tĩnh đừng nói nếu hắn có thể truyền tin đến đã nói rõ hắn có mưu đồ đã nói rõ rằng tiểu thư vẫn an toàn toa như lai hít sâu một hơi băng tuyết thánh địch trước đây còn khó hiểu vì sao hắn phải chạy đến ra vẻ đáng thương không phải người nói hắn ở trên yến tiệc vẫn luôn quan sát hai cha con ta sao trước đó không coi là chuyện to tát gì bây giờ xem ra vào đêm hôm đó hắn rất có khả năng đã để mắt tới hoan lệ vương tôn hắn trói tiểu thư muốn làm gì ánh mắt toa như lai lấp lóe hàn quang hoàn toàn chắc chắn hắn muốn gặp ta vương tôn sửng sốt ngẫm nghĩ quả thật có khả năng này với thủ đoạn cực đoan như vậy muốn làm gì muốn cá chết lưới rách hay sao toa như lai hắn muốn xác nhận là ai hắn không muốn vĩnh viễn bị người khác thao túng liên lạc với hắn ta muốn gặp mặt hắn tiên sinh cân nhắc Vương tôn giật nảy mình vội vàng ngăn cản, chắp tay nói tiên sinh, vẫn là câu nói đó, dựa mà một mình hắn không thể nào có thể làm thành chuyện như vậy, nhất định là có một nhóm người giúp đỡ hắn, ở thánh cảnh đâu ra người giúp đỡ hắn. Chúng ta căn bản không biết là đám người nào can thiệp vào, nói không chừng chính là thế lực phương nào đó muốn mượn ta hắn dụ tiên sinh ra, một khi tiên sinh lộ hiện, liền chứng thực người trước đây âm thầm giúp đỡ hắn chính là tiên sinh ngài, hậu quả sẽ không thể tương tượng nổi tiên sinh nói không chừng người thiết lập ván cục này chính là Đại La Thánh Địa. Toa như lai cắn răng nói, vậy ngươi bảo ta phải làm như thế nào? Vương Tôn nói, ta tiếp tục cho người liên lạc thương lượng với hắn, tranh thủ hóa giải việc này. Toa như lai tức giận nói, thương lượng cái gì? Làm sao thương lượng? Hắn cũng không nói hắn trói hoan lệ, ngươi dựa vào đâu mà nói hắn trói hoan lệ, một khi hỏi ra rồi, há chẳng phải chứng minh chính là ta. Không có tác dụng, hắn có thể ra tay với hoan lệ, đã nói rõ rằng hắn đã hoài nghi ta từ lâu hắn muốn xác nhận người sau màn có phải là ta hay không hắn có thể lặng lẽ không một tiếng động trói hoan lệ lại đã nói rõ hắn không muốn để lại bất kỳ chứng cứ nào nếu như không phải là ta hoặc là nói nếu như ta không lộ diện hắn sẽ không để lại bất kỳ nhược điểm nào hắn sẽ lặng lẽ xóa bỏ hoan lệ khỏi thế gian này nếu như không liên quan gì với ta ta dựa vào đâu mà truy cứu việc này lời nói có lý lông mày của vương tôn cao chặt lại nói tiên sinh nếu như là cạm bẫy mà nhóm người nào đó bày ra thì làm sao toa như lai ta không lộ diện hoan lệ chỉ có thể chết người bảo ta lựa chọn như thế nào trơ mắt nhìn hoan lệ đi chết sao vương tôn nghiến răng nói khốn khiếp kẻ này dám cả gan làm loạn như vậy lại dám ra tay với một cô gái yếu ớt không có bất kỳ pháp lực nào sớm muộn gì cũng phải cho hắn biết tay một chút toa như lai vẻ mặt lo lắng thần sắc căng thẳng nói liên lạc với hắn sắp xếp thời gian và địa điểm gặp mặt với hắn hồi âm nhiều hữu đạo đã nhận được ngồi sau bàn sau khi xem xong thư như hữu đạo dựa lưng vào phía sau ghế vẻ mặt mang theo nụ cười lẩm bẩm tự nói xem ra quả nhiên là ông ta trong thư tuy rằng không nói ra ai là người sau màn nhưng dựa vào việc đối phương có thể trả lời gặp mặt hắn đã đủ để chứng minh suy đoán của hắn bằng không sẽ không quan tâm đến sống chết của toa huyễn lệ cũng sẽ không vì một toa huyễn lệ mà lộ diện thiêu hủy thư sạch sẽ như hữu đạo thuận tay lại giật bản đồ ra sau khi nhìn chằm chằm bản đồ suy nghĩ một hồi lâu đứng dậy chống kiếm, chậm rãi đi tới cửa mở cửa, đứng ở dưới mái hiên kêu một tiếng, người đâu? chương 1581, lệnh ái trên tay ta, hai. Tần Quan và Kha Định Kiệt hai người đi vào nghe lệnh. Côn lâm thụ ở dưới một mái hiên khác đang ngồi ở trên một băng ghế nhỏ, trông coi hai con kim xí suy nghĩ xuất thần, cũng biết đang nghĩ gì, nghe thấy động tĩnh chỉ quay đầu nhìn. Đi, báo cáo chuẩn bị với vấn thiên thành một tiếng, ra ngoài dạo chơi. Như Hữu đạo vừa đi vừa nói, dẫn theo tần, kha hai người đi. Côn lâm thụ ở dưới mái hiên nhìn chung quanh một hồi, lại yên lặng, nơi này chỉ còn lại y lẻ loi chơi chọi một mình. Người đốc sát muốn ra ngoài tuần tra, vấn thiên thành không có lý do ngăn cản chỉ có thể cho đi, như hữu đạo điều khiển phi cầm đi. Ba người ra ngoài dạo một vòng, liền tùy tiện tìm một nơi dừng chân của phiêu miếu các hỏi một chút mà thôi. Trên đường quay trở về, như hữu đạo đứng trên lưng phi cầm ở trên không trung đột nhiên tiến lên, yêu cầu chỉ linh điều khiển phi cầm, đồng thời bảo tần quan điều khiển ở phía trước lui ra sau, hắn tự mình đích thân điều khiển. Tần quan lui xuống nhìn Kha Định Kiệt, đoán chừng lại muốn ném bọn họ xuống. Không ngoài dữ liệu, phi cầm đột nhiên lao xuống vào trong một nơi núi rừng, khi lượn quanh bên trên rừng cây, như hữu đạo lạnh nhạt nói, các ngươi xuống dưới tìm nơi ẩn nấp, ta quay về lại tìm các ngươi. Vâng, hai người cùng nhau lĩnh mệnh, cùng nhau phi thân nhảy xuống dưới, không khó hiểu chút nào, ngay cả hỏi cũng không hỏi nhiều một câu, đã bị ném bỏ mãi thành thói quen sau khi hạ xuống, hai người ngẩng đầu đưa mắt nhìn phi cầm rời xa, Kha Định Kiệt lẩm bẩm một câu, đây lại muốn đi đâu. Hai, tần quan thở dài một tiếng, đi thôi, tìm một nơi ẩn thân đi. Một dãy thung lũng như vết nứt mặt đất, đại bàng cánh sám bổ nhào vào trong, rơi vào trong cốc. Địa điểm gặp mặt chỉ định, như hữu đạo đến trước, quan sát chung quanh một lúc, đi đến bên cạnh một tảng đá tỏ, nhảy lên trên, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngồi điều tức. Mặt trời chiều ngã về phía tây, trời dần tối, mặt trăng treo lơ lửng giữa trời sao dần dày đặc trong cốc yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang một trận âm thanh xé gió vang lên như hữu đạo bỗng nhiên mở mắt nhìn thấy trong bóng tối có thêm người che trong áo choàng đen liền thi pháp mở pháp nhãn nhìn kỹ người che trong áo choàng đen chậm rãi ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau với người ngồi xếp bằng trên đá khuôn mặt che trong nón chậm rãi lộ ra là khuôn mặt quen thuộc trong tưởng tượng chính là toa như lai như hữu đạo cười vươn tay lấy kiếm đứng dậy nhảy xuống dưới ôm kiếm chắp tay nói toa tiên sinh quả nhiên là ngài muốn gặp mặt ngài một lần quả thật là không dễ dàng ra hạ sách này quả thật là tình thế bất đắc dĩ vẫn mong tiên sinh thứ lỗi thân hình toa như lai lóe lên đột nhiên đến gần nắm lấy y phục trước ngực của ngưu hữu đạo ầm người đụng người đẩy ngưu hữu đạo đụng lên trên tảng đá lớn ngồi xếp bằng trước đó ngưu hữu đạo không phản kháng gì cả ngược lại giơ giơ hai tay bày tỏ không có ác ý Toa như lai níu lấy vạt áo của hắn, đem hắn chống đỡ trên tảng đá, thấp giọng mà nghiêm nghị trầm giọng nói con gái của ta ở đâu. Nghiêu hữu đạo không vì vậy mà tức giận, mỉm cười nói, dưới tu tiên này nhiều người như vậy, vì quyền thế địa vị, cái gì cũng không quan tâm, người giết trẻ con giết phụ nữ cũng không ít. Ta có thể nhìn ra, tòa tiên sinh không giống như vậy, là một người có tình có nghĩa, ta thích nhất là người có tình có nghĩa. Nhấc tay vỗ vỗ lên tay đang nắm lấy mình, ý bảo ông ta buông ra toa như lai nắm lấy hắn không buông xô đẩy vài cái tức giận nói bớt nói lời vô nghĩa ta hỏi ngươi con gái ta đang ở đâu nghiêu hữu đạo tiên sinh bình tĩnh một chút qua kích động đối với mọi người đều không có lợi cho dù là vì con gái của ngài cũng phải cho mọi người một cơ hội nói chuyện đàng hoàng chứ có phải không cái mạng quèn này của ta cũng không đáng giá bằng con gái của ngài lấy mạng con gái của ngài đổi lấy mạng của ta không có lời ngài nói xem có đúng hay không toa như lai người uy hiếp ta như hữu đạo, nơi này không phải là thiên đô phong năm đó, không đến lượt ngài muốn làm gì thì làm. Nói đến chuyện thiên đô phong năm đó, ngẫm lại, ta có chút không vui vẻ, như mỗ là một người thoải mái, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, ta vẫn chính là uy hiếp ngài, ngài còn dám làm gì. Nhất tay chỉ chỉ lên không, qua thời gian, con gái của ngài xảy ra chuyện gì, ta không thể bảo đảm. Cho nên vẫn mong toa tiên sinh bất giận, ta thấy ngươi là chán sống rồi, lời nói tuy hung ác, nhưng toa như lai vẫn là buông hắn ra, chỉ vào mũi hắn cảnh cáo nói, nếu như người dám đụng đến một đầu ngón ta của con gái ta, ta dám bảo đảm ngươi nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Nghiêu hữu đạo được buông lỏng sửa sang lại y phục bị kéo loạn ở trước ngực, yên tâm, toa hoan lệ hiện tại sống rất tốt. Ô, phải rồi, người có thể được ngài phái đi bảo vệ con gái, nhất định là tâm phúc của ngài, cho nên hướng minh cũng sống rất là tốt. Ta có thể bảo đảm với ngài, ta đối với bọn họ tuyệt đối không có ác ý, là mang theo thành ý đến gặp mặt toa tiên sinh, ta chỉ mong có thể nói chuyện đàng hoàng với toa tiên sinh. Nói chuyện, bắt con gái của ta rồi, con nói là không có ác ý, còn nói là mang theo thành ý. Toa như lai cười giận dữ, như hiểu đạo, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ, không như thế, toa tiên sinh không chịu lộ diện. Toa như lai, muốn nói chuyện cũng được, ta muốn gặp con gái của ta trước, ta muốn xác nhận nó an toàn trước. Nghiêu hiểu đạo, bây giờ không được. Toa như lai, đây chính là thành ý của ngươi. Nghiêu Hữu Đạo, ta muốn biểu đạt thành ý không chỉ là mang con gái của Toa Tiên Sinh trả lại an toàn, ta sẽ còn để Tiên Sinh nhìn thấy một phần thành ý khác của ta, ta thật lòng muốn hợp tác cùng Toa Tiên Sinh. Một phần thành ý khác? Ánh mắt của Toa Như Lai like hơi lóe lên, là cái gì? Nghiêu Hữu Đạo, đợi ta nhìn thấy thành ý của Toa Tiên Sinh, tự nhiên sẽ để Toa Tiên Sinh biết được, không giấu gì Toa Tiên Sinh, lệnh ái đã biết được một số chuyện không nên biết, Toa Tiên Sinh nhìn thấy lệnh ái rồi, tự nhiên cũng sẽ thấy được thành ý của ta cho nên hiện tại vẫn không thể để ngài gặp con gái cũng chính là nói toa tiên sinh cần phải để ta yên tâm trước bằng không ngài vĩnh viễn không thể gặp được toa hoan lệ toa như lai like quay người ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh bốn phía ngươi mang theo bao nhiêu người đến nghiêu hữu đạo chỉ một mình ta ta tin rằng toa tiên sinh lựa chọn gặp mặt ở nơi này trước khi lộ diện đã điều tra nơi này triệt để nếu như ẩn giấu những người khác có lẽ không giấu được tai mắt của ngài chỉ một mình ngươi Toa như lai dường như không tin, quay đầu, mặt lộ vẻ giữ tơn nói, người không sẽ ta giết người sao. Như hữu đạo, toa tiên sinh, đánh đánh giết giết là chuyện những kẻ thô kịch làm, đến mức độ của ta và ngài, nếu như việc gì cũng cần dựa vào đánh đánh giết giết để giải quyết, e là phải tiếp tục đánh đánh giết giết không ngừng. Ngài và ta gặp mặt, đánh đánh giết giết không giải quyết được vấn đề. Ta nói một câu thực tế, nếu như ta đã dám đến, thì không sợ ngài động thủ, bởi vì ta nghĩ ngài chưa chắc đã là đối thủ của ta, ai giết ai còn chưa biết được. Chí ít nếu ta đã muốn đi, ngài chưa chắc ngăn được ta. Toa như lai nhíu mày, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Hừ hừ, vậy ta có cần phải cân nhắc trọng lượng của ngươi một chút, xem xem ngươi lấy đâu ra sự tự tin này. Nghiêu hiểu đạo một tay đâm kiếm trên đất, một tay vẫy vẫy, không cần thiết phải như vậy. Ta nói rồi đánh đánh giết giết không giải quyết được vấn đề giữa ta và ngài, ta nghĩ ngài cũng không muốn ở nơi này nửa đêm nửa hôm gây ra động tĩnh lớn dẫn đến sự chú ý của người khác. Toa Như Lai, like, ta không tin chỉ có một mình ngươi, dựa vào một mình ngươi căn bản không thể im hơi lặng tiếng bắt cóc con gái ta. Chương 1582, dạ hội 1. Nói cách khác, người ở phía sau ngươi đã biết ta, ta đây người cũng đã đến rồi, còn cái gì để mà giấu giếm nữa chứ? Các ngươi bắt con gái ta không phải là muốn ép buộc ta sao, bảo bọn họ ra đi. Nưu hiểu đạo lắc đầu, hiểu lầm rồi, không muốn ép buộc ngài gì cả. Ta chỉ là không muốn bị người sau màn điều khiển, trói lệnh ái lại Ta cũng chỉ là muốn xác nhận một chút người sau màn có phải là Toa Tiên Sinh hay không. Loại quan hệ trước màn sau màn này ta không thích, ta chỉ muốn duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này với Toa Tiên Sinh. Ngoài ra lần nữa nhắc nhở một chút, khi Toa Tiên Sinh nhìn thấy lệnh ái tự nhiên sẽ biết được người đứng sau ta là ai. Toa Như Lai, like, hợp tác, ngươi lấy gì để hợp tác với ta? Như hiểu Đạo, ta cũng muốn biết ta nên trả lời ngài như thế nào, nhưng ta không biết rõ ý đồ của Toa Tiên Sinh, ta không biết Toa Tiên Sinh vì sao muốn giúp ta không làm rõ chuyện này, bảo ta làm sao nói chuyện hợp tác với toa tiên sinh, toa như lai like, có người âm thầm giúp đỡ ngươi, ngươi còn không hài lòng hay sao? Như Hữu đạo hài lòng, đương nhiên hài lòng, nhưng đa phần là nơm nớp lo sợ. Toa tiên sinh nói trắng ra, chỉ cần toa tiên sinh giải thích rõ vì sao giúp ta, ta lập tức dẫn toa tiên sinh đi gặp con gái, chỉ một điều kiện này, tuyệt đối không nuốt lời. Toa như lai, like, nếu như ta không giải thích rõ nghiêu hữu đạo vậy thì ta chỉ đành lấy con gái ngài làm con tin chỉ cần con gái ngài trên tay ta ngài liền không dám làm gì ta không biết ta nói như vậy có đúng hay không trên mặt toa như lại hiện lên vẻ tức giận nhưng tức giận cũng không giải quyết được vấn đề chỉ có thể một loại tâm tình cuối cùng vẫn là phải bình tĩnh đối mặt ta có thể giải thích rõ ràng nhưng lời giải thích của ta ngươi chưa chắc đã tin nghiêu hữu đạo không thử làm sao biết ta sẽ không tin toa như lai like, nếu như ta nói ta giúp ngươi chỉ là thật sự muốn giúp ngươi khôn có ý đồ điều khiển ngươi sau màn chỉ là muốn để ngươi lớn mạnh ngươi tin không chỉ là muốn để ta lớn mạnh như hữu đạo không hiểu vì sao muốn để ta lớn mạnh ta muốn biết lý do toa như lai bởi vì con gái ta chính là vì con gái ta cũng là vì bản thân ta Như hữu đạo không hiểu ta lớn mạnh và con gái ngươi có quan hệ gì toa như lai bản thân ngươi là ngươi như thế nào ngươi âm thầm làm qua chuyện gì bản thân ngươi còn không hiểu rõ hay sao sau khi ngươi lớn mạnh sẽ ngoan ngoãn thần phục với quy tắc trước mắt sao? Nghiêu hiểu đạo, ý ngài muốn nói, sau khi ta lớn mạnh sẽ chống lại với quy tắc trước mắt. Toa như lai, chẳng lẽ không phải hay sao? Nghiêu hiểu đạo vẫn là không hiểu, ngài hy vọng ta chống lại. Ngài là người được lợi của quy tắc trước mắt, ta chống lại quy tắc trước mắt có lợi gì đối với ngài? Hoặc là nói có quan hệ gì với con gái của ngài? Toa như lai, người được lợi, là được lại, được lợi đến nỗi con gái ta bây giờ không cách nào gả ra ngoài một cách bình thường. Nó chỉ là người bình thường, lúc mẹ nó còn sống, hy vọng nó có thể sống một cuộc sống bình thường. Đây là tâm nguyện của mẫu thân nói, cũng chính là tâm nguyện của ta. Người cho rằng ta là người được lợi, đó chỉ là ý nghĩ, nếu như phân chia thời gian đại khái mà nói, ta là đệ tử đời thứ ba của sư phụ, hai đời trước đó đều chết cả rồi, một kiếp này đời này của ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Không chỉ là ta, làm mình mà người quen, phía trước hắn cũng có huynh đệ, đều bị Lam Đạo Lâm giết chết. Loại người như chúng ta, mặc kệ là tận tâm tận lực như thế nào, mặc kệ trung thành tuyệt đối đến đâu, cuối cùng cũng khó tránh khỏi kết cục giống nhau, nguyên nhân gì, ta nghĩ người có thể hiểu được. Nghiêu hữu đạo yên lặng, từ tốn nói quyền lực. Cửu thánh không hy vọng có người khiêu chiến quyền lực trí cao vô thượng của bọn họ, ngài muốn nói cái này sao? Toa như lai, ở trong mắt cửu thánh, quan hệ cha con, quan hệ sư đồ cũng chỉ là con cờ để bọn họ lợi dụng. Có thể trong lòng của bọn họ có tình cảm cha con, cũng có tình cảm sư đồ, về mặt tình cảm cũng cần thiết, chúng ta thỉnh thoảng cũng cảm nhận được, nhưng chỉ cần để bọn họ cảm nhận được khả năng khiêu chiến đến quyền lực trí cao vô thượng của bọn họ, bất kỳ tình thân gì đều có thể bị bóp nát trong nháy mắt. Những người làm đệ tử như chúng ta, tu vi càng cao, đứng trước nguy hiểm thì càng cấp bách, giống như vô lượng viên, chúng ta ngay cả đến gần cũng không dám, lo sợ dẫn đến một tia hoài nghi. Nhưng người né tránh cũng không được, người càng né tránh, bọn họ càng cho rằng bụng dạ ngươi thâm sâu, nói chúng, bất kể ngươi làm như thế nào, cuối cùng đều là sai. Sau này ta có kết cục như thế nào, ta đã có dự liệu, cho dù là ta cưới La Phương Phi, cuối cùng cũng khó thoát được một kiếp, kết cục của La Phương Phi cũng sẽ giống như vậy, ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng một khi ta chết, con gái ta có thể có kết cục tốt đẹp hay sao? Như Hữu Đạo, nếu đã biết như vậy, vậy tại sao ngài lại không phản kháng? Toa Như Lai, loại người như chúng ta là đối tượng mà cửu thánh canh giữ chặt chẽ, bọn họ sẽ không cho chúng ta cơ hội nhìn thấy bất kỳ cơ hội nào cũng đều có thể là cạm bẫy bản thân chúng ta không có cách nào phản kháng trước chúng ta không phải không có người làm quan đều chết rất thảm nghiêu hữu đạo dường như hiểu được chút gì đó cho nên ngài hy vọng nhờ sức mạnh bên ngoài giúp đỡ hy vọng ta lớn mạnh chống đối toa như lai like gật đầu nghiêu hữu đạo khó hiểu nhiều năm như vậy nhiều người như vậy vì sao người cứ phải lựa chọn ta toa như lai like, bởi vì ngươi to gan bởi vì ngươi dám phản kháng người của những môn phái khác ngươi cảm thấy bọn họ dám sao? Mà loại chuyện này chỉ có to gan thôi là không đủ, mà còn phải có đủ năng lực nhất định, mà ngươi có đủ thủ đoạn phản kháng nhất định. Ngoài ra, không phải là ta lựa chọn ngươi, mà là bởi vì ta gặp được ngươi, phát hiện trên người ngươi tồn tại loại khả năng này, mới quyết định thử trên người ngươi. Khi ở Thiên Đồ bí cảnh, ngươi dám ở Thiên Cốc ra tay giết người, dẫn đến sự chú ý của ta. Vẫn là câu nói đó, chỉ to gan thôi là không đủ, ta muốn kiểm tra năng lực của ngươi một chút thế là muốn ngươi giành hạng nhất ép ngươi vào đường chết xem ngươi có thể sống sót trong nghịch cảnh hay không nếu như ngươi chết rồi vậy dĩ nhiên là coi như thôi ta cũng không muốn đưa ngươi vào thánh cảnh như hữu đạo hơi nhướng mày ta vào thánh cảnh lịch luyện không phải là phu nhân ngài la phương phỉ chỉ đích danh hay sao là ngài sắp xếp sao toa như lai người biết cũng không ít không sai nàng ta sở dĩ chỉ đích danh ngươi tiến vào là ta đã động tay động chân lợi dụng nàng ta như hiếu đạo, vậy sau này ta được La Phương Phủ đưa ra khỏi thánh cảnh, cũng là ngài sắp xếp. Toa như lai, đó là một trận ngoài ý muốn không trong kế hoạch, ta không ngờ đến nàng ta thế mà lại thật sự có thể đưa ngươi ra ngoài. Phiêu miếu các là do đinh vệ quản lý, thủ khuyết sơn trang dưới sự kiểm soát của đinh vệ, đinh vệ sẽ không cho La Phương phỉ mặt mũi. Ai ngờ đến đinh vệ lúc đó không có ở đó, hoàng ban phụ trách thủ khuyết sơn trang cũng không ở đó, thế mà lại bị nàng ta chui qua kẽ hở. Việc này vượt quá dự liệu của ta, không phải là ta sắp xếp, quả thật là sự việc ngoài ý muốn, cũng bởi vì vậy mà dẫn đến sự nghi ngờ của sư phụ ta. Như hữu đạo, theo lời ngài nói như vậy, có chút không hợp lý. Nếu như ngài đã muốn ta lớn mạnh, vì sao còn muốn đưa ta vào thánh cảnh? Há chẳng phải là đưa ta vào con đường chết hay sao? Có lẽ ngài hiểu rõ, mặc cho phiêu miếu các chỉnh đốn như thế nào, mấy người như chúng ta cuối cùng đều chỉ có con đường chết. Thấy hắn vậy mà lại biết bản thân cuối cùng chỉ có con đường chết, toa như lai mỉm cười gật đầu, lời cũng nói ra rồi. Đến gần hai bước, mặt áp sát mặt hắn, ở bên ngoài lớn mạnh, ngươi cho rằng bên cạnh ngươi không có mật thám của Phiêu Miếu Các. Chương 1583, Giả hội 2. Tất cả mọi chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngươi làm ở bên ngoài đều nằm trong khống chế của Phiêu Miếu Các. Lông mày của Ngưu Hữu đạo hơi dựng lên, không lên tiếng, chỉ nghe toa Như Lai tiếp tục nói, muốn chống đối thì cần phải hiểu rõ, người ở bên ngoài hoàn toàn không biết gì về tình hình bên trong thánh cảnh, lần lịch luyện này là cơ hội để ngươi vào trong thánh cảnh cũng là cơ hội để ngươi hiểu rõ thánh cảnh. Thiên đồ bí cảnh, là ta ép ngươi vào con đường chết, kết quả ngươi tiếp tục sống sót, thế là ta điều tra tường tận tất cả các dấu vết hoạt động của ngươi ở trong bí cảnh, phát hiện ngươi quả nhiên là gan to bằng trời, thế mà lại dám trộm y phục phục của phiêu miếu các giả trang làm người của phiêu miếu các. Căn cứ vào kiểm chứng, ta có thể kết luận, ngươi vào vào thiên đồ bí cảnh đã trộm y phục của phiêu miếu các, ngươi căn bản không có bất kỳ sợ hãi hay do dự nào, vào trong liền ra tay, ta không thể không thừa nhận, Ta rất tán thưởng sự quyết đoán và dũng cảm của ngươi. Kết hợp với hành động của ngươi ở bí cảnh, quả thật có thể người bình thường không thể làm, ta thấy được hy vọng trên người của ngươi, hoặc là nói nhìn thấy được giá trị lợi dụng mà ta mong muốn nhìn thấy, thế là hạ quyết tâm lựa chọn ngươi. Sau đó khi ta đang suy nghĩ làm thế nào để trợ lực cho ngươi, vừa vận cửu thánh phát khởi thánh cảnh lịch luyện, đây chính là cơ hội để ngươi hiểu rõ thánh cảnh, ta đương nhiên hy vọng ngươi có được cơ hội này, vì thế đem ngươi vô đây, hành động cả gan làm loạn trong thánh cảnh của ngươi. Chứng minh ta không nhìn lầm người. Ngưu Hữu đạo chợt hít mắt hỏi, ngài nói bên cạnh ta có mật thám của Phiêu Miếu Các, là ai? Hắn đang thử thăm dò, toa Như Lai, like, trước đây không nói với ngươi, là sợ ngươi làm bậy dẫn đến sự cảnh giác của một số người, dưới tình hình chưa đến mức vạn bất đắc dĩ ta cũng không cần nhắc nhở ngươi. Lời nói bây giờ nếu đã nói đến như vậy, cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu ngươi người phụ trách toàn bộ trung tâm tình báo ở Mao Lưu Sơn Trang chính là mật thám của phiêu miếu các, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ đến. Như hữu đạo giọng mang vẻ khiêu khích, công tôn bố sao. Chuyện này ta đã biết lâu rồi, ông ta là được bách lý yết của phiêu miếu các đào tạo, ta muốn biết còn có ai. Trên khuôn mặt nhắc nhở đầy vẻ thần bí kia của toa như lai nháy mắt cứng đờ. Nếu như Như hữu đạo chỉ nói rằng bản thân biết được công tôn bố là mật thám của phiêu miêu các, ông ta còn có thể nghi ngờ là Ngưu Hữu Đạo thuận theo sự nhắc nhở của mình mà ra vẻ bình tĩnh, nhưng mà ngay cả Bách Lý Hiết đào tạo công tôn bố cũng chỉ rõ ra, không khác nào chứng minh Ngưu Hữu Đạo quả thật từ sớm đã biết người phụ trách trung tâm tình báo của mình là tai mắt của Phiêu Miếu Các. Vừa vặn khi đó ông ta tiếp nhận trực luận phiên, khi đào tạo công tôn bố trở thành tai mắt của Phiêu Miếu Các vừa khéo lúc ông ta chấp trưởng Phiêu Miếu Các. Việc này cũng không phải là ông ta sắp xếp, là người tiền nhiệm chấp lệnh Phiêu Miếu Các sắp xếp, khi ông ta tiếp nhận nắm giữ hiểu rõ hoàn toàn tình hình của phiêu miếu các có chú ý đến tình hình ở phương diện này nghiêu hữu đạo giúp đỡ thương chiêu tông lấy được nam châu đã dẫn đến sự chú ý cao độ của phiêu miếu các thế nhưng kỳ hàn giao nhận quyền lực chấp lệnh phiêu miếu các lại sắp đến chính vào lúc sắp kết thúc công việc năm nay bình thường tiền nhiệm sẽ không tiếp tục có hành động gì cố gắng hết sức né tránh làm việc không cần thiết hai bên trao nhận đều muốn bình an chuyển tiếp đều không muốn rước phiền phức cho bản thân nhưng mà sau đó Ngưu Hiếu Đạo lại làm cho Thiệu Bình Ba trốn khỏi Bắc Châu, sau khi lấy được Nam Châu, lại khiến Bắc Châu đổi chủ, liên tiếp xuất hiện danh tác khiến cho vị chấp lệnh sắp rời khỏi phiêu miếu các kia trực tiếp hạ lệnh bố trí theo dõi. Không làm như vậy không được, trong thời gian hắn ta đảm nhận có một người liên tiếp làm nên sự biến hóa lớn đến như vậy, nếu như hắn không có chút hành động nào, sau này một khi xảy ra chuyện, sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Làm như vậy rồi, sau này ít nhất cũng có cái ăn nói, có thể phòng ngừa tai họa về sau. Chính bởi vì như vậy, Toa Như Lai đối với việc này coi như là có ấn tượng sâu sắc, thêm vào việc liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, sau đó ông ta lại hết lần này đến lần khác sắp xếp tình hình của Ngưu Hữu Đạo. Ai ngờ đến Ngưu Hữu Đạo vậy mà đã biết từ lâu, Toa Như Lai lúc này có một cảm giác như đạp hụt chân rơi xuống vách núi. Yên lặng một hồi lâu, Toa Như Lai trầm chậm, chậm nói, mật thám đào tạo bố trí ở khắp nơi, chính là việc cơ mật cao độ của phiêu miếu các. Tính về mặt thời gian, đối tượng nằm vùng ở bên cạnh ngươi ngoại trừ chấp lệnh tiền nhiệm của phiêu miễu các sau đó chính là ta còn có đinh vệ hiện nay mới có cơ hội đọc tài liệu cơ mật những người khác không có thánh tôn trao quyền không đọc được là ai nói với ngươi hoặc là nói công tôn bố từ đầu đến cuối căn bản không thật sự làm việc cho phiêu miễu các từ sớm đã trao đổi tin tức với ngươi rồi nghiêu hữu đạo còn cần ta nói với ngươi nữa sao bách lý ít trực tiếp chạy đến mao lư sơn trang tìm công tôn bố ngài cho rằng người của mao lư sơn trang ta đều mù hết cả hay sao tuy là nói như thế trên thực tế việc này còn phải nhờ có viên cương nếu không phải viên cương am hiểu thủ đoạn điều tra và điều tra ngược lại theo dõi nghiêm ngặt bất cứ dị thường nào của mao lư sơn trang thật đúng là có khả năng không biết toa như lai công tôn bố không nói với ngươi Như hữu đạo ta hy vọng có một ngày ông ta tỉnh ngộ cơ hội bày ra trước mặt ốc ta chỉ coi bản thân ông ta có thể nắm bắt hay không toa như lai những năm này người biết ông ta là mật thám của phiêu miễu các vậy mà vẫn để ông ta chấp trưởng trung tâm tình báo của ngươi nghiêu hiếu đạo và tiên sinh ban nãy bản thân ngài cũng nói trước đây không nói với ta là không muốn gây nên sự cảnh giác của một số người tòa tiên sinh có thể cảm thấy như vậy ta cũng nghĩ đến Tòa như lai nói cách khác tình hình của ngươi mà phiêu miếu các nắm giữ trong những năm này cũng không phải là việc cơ mật thật sự của ngươi nghiêu hiếu đạo có lẽ đều là tình hình mà ta bằng lòng để phiêu miếu các biết Tòa như lai hơi hít mắt ngươi không muốn đánh rắn động cỏ mà là muốn lợi dụng công tôn bố làm tê liệt phiêu miếu các cố ý để công tôn bố báo lên một số cơ mật của ngươi, khiến cho phiêu miếu các cho rằng ngươi vẫn luôn nằm trong sự khống chế của phiêu miếu các. Nghiêu hiểu đạo, nếu không như vậy, ta e là không sống được đến ngày hôm nay, không tê liệt phiêu miếu các, những năm nay ta làm sao dám thoải mái tay chân mà làm việc. Toa như lai like khẽ vuốt cầm, có chút tán thưởng nói, không sai, xem ra ta quả thật không nhìn nhầm người. Nghiêu hữu đạo, nhưng phiêu miếu các còn sắp xếp người khác bên cạnh ta hay không, còn nắm giữ tình hình khác của ta hay không, ta cũng không biết, cho nên mới cần thỉnh giáo tiên sinh, bên cạnh ta có phải còn những mật thám khác hay không? Toa Như Lai, những mật thám khác, có thể nói có, cũng có thể nói không. Làm sao có thể không có, trong số đệ tử Ngũ Lương Sơn phụ trách tình báo bên phía người hiển nhiên vẫn còn người của Phiêu Miếu Các, nội bộ Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn đều có. Bao gồm cả bên cạnh Thương Chiêu Tông, còn có nội bộ Tử Kim Động, Thiên Hạ Hễ là thế lực đã có thành tựu hoặc là thế lực có sức ảnh hưởng nhất định, bên trong đều sẽ có tai mắt của Phiêu Miếu Các. Vẻ mặt nghiêu Hữu đạo nghiêm nghị, nếu đã có, vì sao còn nói có thể nói có, cũng có thể nói không. Toa Như Lai like, đều ở vòng ngoài của ngươi, có lẽ không tiếp xúc được trung tâm cơ mật của ngươi, ban đầu chúng ta cho rằng công tôn bố có thể tiếp xúc được trung tâm cơ mật của ngươi. Chương 1584, dạ hội 3. Tâm Phúc thật sự bên cạnh ngươi cũng chỉ những người đó, cũng không thể làm cho tất cả những người bên cạnh ngươi đào tạo thành mật thám, mà người có thể trở thành một tâm phúc cũng thường là người khó ra tay nhất, một khi đào tạo không thành sẽ phải tiến hành diệt khẩu đối tượng đào tạo, cho nên trước khi chưa thể nắm chắc tuyệt đối sẽ không liều lĩnh đánh rắn động cỏ. Căn cứ vào tình báo của công tôn bố, có một số tin tức lan truyền người dường như không đi qua tay của ông ta, bởi vì điểm này, khi đó ta không phải chưa từng cân nhắc qua bố trí thêm người bên cạnh ngươi, người bên dưới cũng từng thử qua, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Người và tâm phúc của người phần lớn thời gian lại trốn ở sau màn không xuất hiện, có việc cũng chỉ là lặng lẽ đi lặng lẽ về, nắm không được tình hình chắc chắn cụ thể, không kịp bố trí, mà tính cảnh giác của Mao Lư Sơn Trang của ngươi cũng rất cao, phiêu miếu các rất khó có cơ hội ra tay. Theo lời công tôn bố nói, đồ ăn thức uống của ngươi đều do một nhóm hòa thượng gần như không ra ngoài phụ trách, không cho bất kỳ ai cơ hội ra tay. Đối với điểm này, bản thân Nghiêu Hiếu Đạo cũng thừa nhận, từ sau sự việc xuất hiện công tôn bố phản bội, hắn ở trong nội bộ đề cao cảnh giác, do đích thân viên cương quy định sắp xếp thâm nhập trở lại. Nhóm người viên cương thêm chí sẽ tiến hành tính toán chính xác thời gian người quan trọng ra ngoài, để tiến hành xác định ở một số phương diện. Ở thời loạn lạc khắp nơi giao chiến này, muốn đứng vững vàng, muốn gây dựng nên thế lực một phương, các phương diện liên quan đến quá nhiều rồi, dựa vào một mình hắn là không thể được, hai nắm tay có thể đánh cũng vô dụng, một người không thể đề phòng tất cả việc không biết rõ, không có hệ thống chống đỡ bị người khác bán rồi cũng không biết. Có thể đem người phụ trách trung tâm tình báo bên cạnh người đào tạo thành mật thám, đối với phương diện theo dõi người này mà nói đã là ý nghĩa to lớn, dưới tình huống còn chưa nắm chắc, phiêu miếu các không dám tiếp tục mạo hiểu dùng sức mạnh với những người khác bên cạnh ngươi, lo lắng sẽ dẫn đến sự loại trừ của ngươi liên lụy đến công tôn bố. Sau đó chúng ta bên này cũng có người phân tích qua tình hình bên cạnh ngươi, ngoại trừ những thứ vừa nãy nói, chính là người bên cạnh ngươi tuy không nhiều, nhưng phân ra bè phái. Ở nội bộ, người của phù Phương Viên là một nhóm, Viên Cương kia là một nhóm. Hai nhóm người này ngăn được lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Mà ở vòng ngoài, ba môn phái Lưu Tiên Tông coi như là một nhóm, yêu tu của Độ Vân Sơn là một nhóm. Toa như Lai nói đến đây dừng lại, nói đến Độ Vân Sơn, liên tưởng đến thân phận của Bách Lý Yết bị bại lộ, ông ta dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, từ từ hỏi đám yêu tu của Độ Vân Sơn kia đột nhiên đi về bên phía ngươi là sao? Ánh mắt nghiêu hiểu đạo lóe lên, đi theo dòng suy nghĩ của ông ta, đại khai đoán được chút gì đó, cười hỏi Toa Tiên Sinh muốn hỏi gì? Toa như Lai, người biết thân phận của Bách Lý Yết, Bách Lý Yết vừa mới tiếp xúc với đám yêu của Độ Vân Sơn không lâu, đám yêu nghiệt kia đột nhiên đi đến bên người giúp đỡ, trong này chẳng lẽ thật sự chỉ là những nguyên nhân mà phiêu miếu các biết được kia? Nghiêu hữu đạo mỉm cười hỏi ngược lại, vì sao phiêu miếu các phải phái bách lý ít tiếp xúc độ vân sơn? Toa như lai, lượng dùng linh nguyên đan tu luyện của độ vân sơn đột nhiên xuất hiện dị thường, phiêu miếu các đương nhiên phải phái người tìm kiếm sắp xếp nguyên nhân. Nghiêu hữu đạo, lượng dùng linh đan thỉnh thoảng xuất hiện dị thường không phải là việc rất bình thường hay sao? Toa như lai, đột nhiên thu mua lượng lớn, mà tai mắt của phiêu miếu các ở nội bộ độ vân tông lại không biết là nguyên nhân gì, đây cũng gọi là bình thường hay sao? Như hữu đạo cười nói, vậy các người muốn tra cái gì? Toa Như Lai, like, có lẽ người biết cửu thánh đang đề phòng cái gì? Như hữu đạo ồ một tiếng, ta hiểu rồi, đơn giản là lo lắng có người đột phát nguyên anh kỳ uy hiếp đến địa vị thống trị của bọn họ, chỉ là ngay cả điểm dị thường này cũng không bỏ qua, cũng không khỏi quá cẩn thận rồi. Toa như lai phần cẩn thận này cũng không phải không có lý thiên hạ rộng lớn không gì không có trước đây đã xuất hiện việc có người đột phá nhưng bị bọn họ liên thủ bóp chết rồi cái xa không nói trước lúc nước triệu bị hủy diệt khí vận tông phái ba lão giả cấp cao thủ dẫn đội đánh cướp hoàng cung nước triệu kết quả ba vị thái thượng trưởng lão này của khí vận tông lại lặng lẽ không một tiếng động mất tích dưới tình hình ở hoàng cung đấu đá trắng trợn kia dựa vào thực lực của ba người họ thế không ai biết bọn họ mất như thế nào tình hình kia không phải xuất hiện sự cố ngoài ý muốn gì thì chính à xuất hiện thực lực có thể dễ dàng nghiền ép đám cao thủ bọn họ nội bộ hoàng cung nước triệu lúc trước rất có khả năng ẩn giấu cao thủ nguyên anh kỳ nghiêu hữu đạo giật mình có thể xác định không toa như lai trước mắt vẫn chưa thể xác định nhưng rất khả nghi cửa thánh đã nghi ngờ rồi thậm chí đã phong tỏa đối tượng hoài nghi nghiêu hữu đạo lập tức hỏi là ai toa như lại đem tất cả những người ở trong hoàng cung nước triệu sắp xếp một nước bất kể là độ tuổi hai là loại bỏ dấu vết gì, chỉ có một người khả nghi nhất, lão thái giám trải qua mấy chiều bên cạnh hải vô cực, tên gọi ra cát trì. Bây giờ cửu thánh đang bí mật truy xét tung tích đám người triệu hoàng hải vô cực, mẹ của hải vô cực, thái hậu thương ấu lan trước đây của nước triệu đã bị cửu thánh bí mật theo dõi rồi. Ánh mắt nghiêu hiểu đạo lấp lóe nói, nói cách khác, chỉ cần tìm được hải vô cực thì có khả năng tìm được ra cát trì. Toa như lai, có lẽ là như vậy. H hữu đạo chờ trầm giọng nói nếu như ra các chỉ này thật sự là cao thủ cảnh giới nguyên Anh tương lai chính là một người có lực đối kháng với cửu thánh tuyệt đối không thể để ông ta rơi vào tay cửu thánh chúng ta nhất định phải đoạt với cửu thánh tìm thấy ông ta trước về sau e là còn phải làm phiền toa tiên sinh tiếp tục truyền tin tức ra ngoài ta sẽ phát động người của ta tìm kiếm toa Như Lai người tuyệt đối không nên làm loạn trong số người của ngươi không biết Đinh về có tiếp tục đào tạo cơ sở ngầm nào khác hay không chúng ta không rõ căn cứ cách làm thông thương bất kể là ai tiếp nhận chấp trưởng phiêu miếu các, đều không quá tin tưởng vào người của tiền nhiệm giao tiếp, những nội ứng kia phần lớn đều trở thành người rảnh rỗi, đều sẽ âm thầm đào tạo một số người thuận tiện bảo mật và làm việc khác, người đã dẫn đến sự chú ý cao độ của đinh vệ, đinh vệ có hành động hoàn toàn có khả năng. Một khi ngươi làm vừa để lộ tin tức, chắc chắn sẽ hứng lấy một đòn sấm sét, không ai bảo vệ được ngươi. như hữu đạo, trước khi ngài đoạt với cửu thánh có thể chặn ra các trì lại hay không? Toa như lai, like, ngươi nói đùa gì vậy? Người của ta làm sao có thể trắng trợn đi tìm kiếm Gia Cát Trì? Ta nói rồi, những người như chúng ta đề nằm trong sự chú ý quan trọng của cửu thánh, khó mà động đây, nếu như ta có thể tùy tiện hành sự, ta cũng sẽ không âm thầm giúp đỡ ngươi. Phàm là người của ta có dấu hiệu gì ở phương diện này, sẽ lập tức bị phát hiện. Nghiêu Hiểu Đạo, vậy chỉ có thể để ta làm, toa như lai trầm giọng nói, có phải ngươi chán sống rồi hay không? Nghiêu Hữu Đạo, tin tức bên phía Gia Cát Trì ngài tiếp tục theo dõi, một khi phát hiện tung tích của Gia Cát Trì. Lập tức thông báo cho ta, ta sắp xếp người Toa như lai, like, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu hay sao Nghiêu hiểu đạo, nếu ngài đã có thể biết được những tin tức này Đã nói lên ngài có đường dây tin tức Ngọc chỉ cần kịp thời báo những tin tức này cho ta Những việc khác để ta nghĩ cách Ngài yên tâm, ta sẽ không đi tìm đường chết Sẽ không động đến thế lực của bản thân ta Sẽ sắp xếp một nhóm người khác tham gia Trường 1585, Giả dạ hội 4 Toa như lai, like, ngươi còn có thể có người nào nghiêu hữu đạo bây giờ không tiện nói với ngài toa như lai ngươi không nói làm sao ta tin được ngươi một khi ngươi gánh thêm ta can dự việc này bởi vì vậy mà bị bại lộ ta phải gặp xui xẻo chung với ngươi người bảo ta làm sao đồng ý với ngươi nghiêu hữu đạo hơi trầm mặc nhìn chầm chầm đôi mắt ông ta từ từ nhắc nhở ma giáo ma giáo toa như lai sững sờ chợt trần chờ nói ngươi là chỉ bên phía triệu hùng ca nghiêu hữu đạo gật đầu nếu ra cắt chỉ thật sự là cao thủ cảnh giới nguyên anh thì sẽ không còn đường lui, Cửu Thánh sẽ không bỏ qua cho ông ta, chỉ cần chúng ta đồng ý giúp đỡ, thuyết phục ông ta hợp tác với chúng ta không phải phí chút sức lực. Chẳng phải ban nãy ngài hỏi Độ Vân Sơn sao? Vậy ta nói với ngài, phiêu miếu các nhắm Độ Vân Sơn không hề nhắm sai, Vân Cơ vẫn luôn ẩn giấu thực lực, tu vi của nàng ta đã đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Mặc kệ những lời toa như lai nói ban nãy là thật lòng hay là giả dối, mặc kệ có thật là dám phản kháng Cửu Thánh hay không, hắn hiện tại muốn để toa như lai biết hắn đã tích lũy đủ thực lực trọng lượng phản kháng nhất định. Lần này không tiếc mạo hiểm bắt cóc tòa lệ hoan, chính là muốn nắm toa như lai, hoàn cảnh của hắn bây giờ cần một người giúp đỡ giống như toa như lai, bằng không hắn rất khó sống sót rời khỏi thánh cảnh. Đương nhiên, hắn cũng có thể trốn trong thánh cảnh không ra ngoài, nhưng mà bên trong thánh cảnh căn bản không phân phát bất kỳ tài nguyên tu luyện nào cho hắn, muốn trốn trong thánh cảnh nâng cao tu vi cần phải nhẫn nhịn đến ngày tháng năm nào chứ. Kinh hãi, toa như lai thật sự hết sức kinh hãi, bên cạnh nghiêu hữu đạo thế mà lại ẩn giấu cao thủ cảnh giới nguyên anh này làm sao có thể nghiêu hữu đạo có gì mà không thể trước đây không phải ngươi nói thiên hạ rộng lớn có gì mà không thể sao toa tiên sinh ngươi cảm thấy ta có cần phải lấy chuyện này ra để nói dối không loại chuyện này cho dù là nói dối tung ra ngoài cũng sẽ chết người ta không chịu đựng nổi toa như lai nhưng thân thể không kiên cố căn bản không cách nào gánh chịu được tu vi to lớn như vậy nàng ta lấy đâu ra quả vô lượng tái tạo thân thể nghiêu hữu đạo ngài có biết lai lịch của vân cơ không toa như lai nghi ngờ không thôi nàng ta không phải là yêu tu của độ vân sơn sao nghiêu hữu đạo xem ra phiêu miếu các cũng không biết lai lịch của nàng ta trước khi xuất hiện ở độ vân sơn ta còn cho rằng phiêu miếu các không gì không biết chứ toa như lai người thiên hạ việc thiên hạ mọi chuyện do người lòng người khó dò phiêu miếu các làm sao có thể việc gì cũng biết nếu như thật sự như vậy bí mật giữa ta và ngươi sao có thể che giấu gia cát chỉ sao đến bây giờ mới dẫn đến nghi ngờ thiên hạ rộng lớn như vậy sức người không lo được quá nhiều nơi nghe lời ý trong nói của ngươi xã yêu kia trước đây có có lai lịch đặc biệt gì hay sao nghi hữu đạo vân cơ vốn là linh thú của trưởng môn tiền tiền nhiệm của vạn thú môn chu xích thành mà trong bảo vật chấn phái của vạn thú môn ẩn giấu một cọc bí mật đời đời truyền lại vạn thú linh châu sở dĩ có thể điều khiển phi cầm thú vật là bởi vì trong vạn thú linh châu ẩn giấu có máu phượng hoàng trong truyền thuyết đối với yêu thú mà nói có thể dẫn đến hiệu quả kỳ diệu giống như quả vô lượng chỉ bởi vì cái chết đột ngột của chu xích thành bí mật vẫn chưa thể kịp thời truyền lại có thể nói là bí mật đó bị linh thú của chu xích thành cũng chính là vân cơ hiện nay ngăn chặn lại vạn thú linh châu đánh rơi đi cùng chu xích thành sau này được vân cơ tìm thấy ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng rồi sự việc trải qua có liên quan đến trong điệp mộng huyễn giới hắn hiện tại sẽ không nói với đối phương. Toa như Lai Kinh hãi nói, thì ra là như vậy, quả nhiên là thiên hạ rộng lớn, không gì không có. Cuối cùng gật đầu nói, được, việc của Gia Cát Chỉ ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng chỉ có thể đảm bảo tiến hành dưới tình hình ổn thỏa, cho nên có thể đuổi kịp phát hiện tung tức của Gia Cát Chỉ trước khi cửu thánh ra tay để kịp thời thông báo tình hình cho ngươi hay không ta cũng không cách nào đảm bảo. Nghiêu hiểu đạo, có thể cố gắng hết sức là đủ rồi, nếu như không thể ổn thỏa ngược lại là đang tự tìm đường chết, không có ý nghĩ gì. Đúng rồi, việc của vân cơ bên cạnh ngươi còn người nào khác biết không? Toa như lai chợt hỏi, như Hữu đạo, bí mật thật sự của vạn thú Linh Châu, vân cơ chỉ lén lút nói qua với ta, việc nàng ta âm thầm đột phá đến cảnh giới nguyên anh cũng chỉ có ta biết. Đương nhiên, bây giờ lại thêm ngài, toa tiên sinh, thành ý của ta đủ rồi chứ, toa như lai khoát tay, không có chất vấn thành ý của hắn, ta là muốn nhắc nhở ngươi. Dựa vào thám tử mật báo của tử Kim Động, người dường như tương đối thân cận với Trung Quốc tử, ta nói cho ngươi biết, việc này ngàn vạn lần không được để vị sư phụ tử kim động trung quốc tử đó của ngươi biết, ông lão là người của phiêu miếu các. Cái gì, như hiểu đạo giật nảy người, việc này quá ngoài dự liệu của hắn rồi, một người sắp chết, làm sao có thể là người của phiêu miếu các, hỏi ngược lại, ngài chắc chắn. Toa như lai like gật đầu, sẽ không có sai, ta bởi vì quan tâm ngươi, xem ký hồ sơ cố trước đây của phiêu miếu các, xem qua tất cả các danh sách nội ứng của phiêu miếu các nằm vùng ở tử kim động, kết quả nhìn thấy tên của trung quốc tử, ta cũng rất bất ngờ. Sau khi nhìn kỹ mới biết, khi Trung Cốc Tử vừa gia nhập vào tử kim động không bao lâu, tiềm lực của ông lão đã được phiêu miếu các nhìn chúng. Sau khi đem ông đào tạo, phiêu miếu các trong âm thầm tiến hành giúp đỡ riêng, khiến ông hoàn thành các việc của tử kim động. Sau này ông có thể đứng vào hàng vị trưởng lão tử kim động, phiêu miếu các ở phía sau âm thầm ra sức không ít. Chỉ có điều cùng với sự thoái lui của ông, thêm vào việc thọ hạn tới gần, phiêu miếu các trên cơ bản đã buông bỏ ông. Sau khi Kim Xí liên lạc với phiêu miếu các chết già, Phiêu Miếu Các không còn tiếp tục, cũng coi như là muốn để ông chết tử tế, không đến tình huống bất đắc dĩ, có lẽ sẽ không tiếp tục sử dụng ông. Cho dù là như vậy, việc này vẫn là không thể không đề phòng, người đắc tội quá sâu với Đinh vệ, làm cho y mất hết mặt mũi, để chống đối ngươi, Đinh vệ có dùng lại Trung Cốc Tử hay không không ai biết được. Trung Cốc Tử cả đời anh minh về trên tay Phiêu Miếu Các, một khi Đinh vệ sử dụng, ông không thể không theo. Cho nên, việc của Vân Cơ, người tuyệt đối không được để ông biết. Trong lòng như hữu đọa nháy mắt trống giống như thế, hắn biết toa như lai có lẽ không gạt hắn, bởi vì không cần thiết phải lấy việc này gạt hắn, đây thật sự là nhắc nhở. Nhưng hắn thật sự không ngờ đến, Trung Quốc tử hơi tàn không màng thế sự trong quy miên các kia thế mà lại là nội gián cài vào trong nội bộ tử kim độc, nếu như không phải toa như lai nhắc nhở, hắn làm như thế nào cũng sẽ không hoài nghi đến Trung Quốc tử. Cũng thật sự không có bất kỳ dấu hiệu gì đáng để hoài nghi, Trung Quốc tử trốn trong quy miên các gần như không qua lại gì với người ở bên ngoài, thậm chí là cố gắng không hỏi đến sự việc trong nội bộ môn phái, cũng không để người bên dưới can dự vào cuộc tranh giành quyền lực của nội bộ môn phái, khiến người khác không có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ. Việc này có thể lấy làm gương, cũng khiến nhiều hữu đạo cảnh giác cao độ, lập tức yêu cầu ta muốn tất cả danh sách tai mắt của phiêu miếu các ở bên cạnh ta, không, không chỉ là bên cạnh ta, danh sách tai mắt nằm vùng bên ngoài phiêu miếu các cũng cho ta. Nếu như ngài đã có lòng, chắc hẳn ngài đã làm riêng một phần danh sách người bí mật của phiêu miếu các. Chương 1586, Dạ hội năm. Toa Như Lai lắc đầu, người nghĩ nhiều rồi, nơi cất giữ cơ mật có người thân cận được cửu thánh phái liên hợp chấn giữ, nơi đó là nơi nắm giữ then chốt của thiên hạ, mức độ phòng bị không thua gì vô lượng viên. Hễ là cơ mật, chỉ cần đưa vào trong đó, không thể có mảnh giấy đem vào. Cơ mật chỉ có thể ở nơi cơ mật xem, khi xem có người canh chừng, không có ai có cách đem đồ ra ngoài. Mà hồ sơ mật đề cập đến người quá nhiều rồi ta cũng không có trí nhớ tốt đến mức nhớ hết tên của mọi người, chỉ có thể đọc qua một số người cảm thấy thú vị, cao lắm cũng chỉ nhớ được một ít mà thôi. Lại là tình hình này, Nưu Hữu đạo nhíu mày một hồi, lại hỏi, "Ngày trước đây nếu đã cảm thấy ta thú vị, chắc hẳn danh sách ẩn nấp bên cạnh ta có lẽ ngài nhớ được một ít." Toa Như lai gật đầu, "Không sai, khi chọn chúng ngươi, ta đã bắt đầu chuẩn bị về mặt này, chuẩn bị lỡ như có lúc ngươi dùng đến có thể giúp đỡ ngươi, ta lần lượt lén ghi nhớ lại danh sách người mai phục liên quan ở bên cạnh ngươi." khi không có người ghi chép thành một nhóm danh sách. Như hữu đạo nhẹ nhàng thở ra, vậy thì làm phiền tiên sinh giao cho ta. Toa như lại, xác nhận con gái ta an toàn rồi, ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Huống hồ thứ này cần bảo quản bí mật, ta cũng sẽ không đem theo trên người, nhất thời không cách nào đưa cho ngươi.